đạo đồ thư quán chương 1858, lam nhai cổ thánh chết không nhắm mắt. Tràn đầy khiếp sợ, vội vàng nhìn sang hội trưởng cách đó không xa, vừa nhìn xuống, càng ngẩn ngơ. Hội trưởng cách lam nhai cổ thánh không đến 3 mét, người sau lại giống không có chút phát giác, đồng dạng không hề phát hiện thứ gì. Là trận pháp. Có ngu nữa cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tu vi của hắn cao, ẩn nút, đối phương không phát hiện, có thể thông cảm được, nhưng hội trưởng khoảng cách gần như vậy cũng không phát hiện được, chỉ có thể nói, trận pháp này thực quá mức nghịch thiên. Thần thức lặng lẽ lan ra, muốn nhìn trận pháp một chút, đến cùng như thế nào ẩn nấp thân hình, lại kinh ngạc phát hiện, đảo qua lam nhai cổ thánh cùng trương huyền, không có cảm nhận được nửa cái bóng người, giống như đối phương không tồn tại. Rõ ràng mắt thường có thể nhìn thấy, thần thức lại không cách nào phát giác. Đây là không gian trận pháp. Đồng tử hắn co rụt lại hắn đã sớm lĩnh ngộ vu hồn xuyên toa càng có thể kéo người vào không gian gấp nói rõ đối với không gian lĩnh ngộ không thấp nhưng trận pháp này hiển nhiên càng cao minh hơn ngay cả lam nhai của thánh cũng không có phát giác dị thường thần thức của mình cũng dò xét không ra chẳng lẽ đã lĩnh ngộ không gian chân giải trong truyền thuyết khó trách nói sắp đặt trận pháp liền xong không nghĩ tới lợi hại như vậy buồn cười hắn còn nghi ngờ có phải đang khoác lác hay không động thủ ngay thời điểm cảm xúc, bên tai lập tức vang lên thanh âm, thần sắc cứng lại, phá hồn thức xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lăng không vạch một cái, xông về phía Lam Nhai cổ thánh. Bất quá còn chưa tới trước mặt, chỉ thấy thân thể vị cổ thánh này vụt qua, phù phù ngã trên mặt đất, đã cắt đứt hô hấp. Khóe miệng giật một cái, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hội trưởng tay cầm một thanh trường đao, đứng tại chỗ, tràn đầy xấu hổ. Xấu hổ, không nghĩ tới tên này yếu như vậy không cẩn thận liền giết vốn nghĩ đối phương là cổ thánh muốn lặng yên không một tiếng động chém giết ít nhất cũng là ngoan nhân cùng mặt linh cổ thánh phối hợp không nghĩ tới trường đao cùng một chỗ liền đâm xuyên qua trái tim chỉ thoáng cái liền treo ngay cả câu lời thoại cũng không có quá thảm a à. lam nhai cổ thánh là cổ thánh huyết mạch kéo dài làm sao có thể dễ dàng bị giết như vậy không chỉ trương huyền kỳ lạ mặt linh cổ thánh cũng ngẩn ngơ vị này cùng hắn ở chung không biết bao nhiêu năm, mặc dù không có giao thủ qua, sức chiến đấu mạnh bao nhiêu lại biết rõ rõ ràng ràng. hội trưởng bất hủ cảnh đại viên mãn, phối hợp yêu dị huyền đao, có thể chạy trốn, thậm chí đánh một trận cũng nói qua được. nhưng một đao liền bị vùi dập. làm sao lại trò đùa như vậy? có muốn đi qua bổ quyết thêm hai thước hay không? như vậy sẽ có hiềm nghi lấy roi đánh thi thể hay không? tràn đầy nghi ngờ, lại không để ý tới ẩn tàng thân hình vội vàng đi tới trước mặt, tinh thần quét qua, khóe miệng kìm lòng không được run rẩy. Vị này, quả nhiên đã chết, thần hồn câu diệt, một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Kỳ lạ. Xoa xoa mi tâm, mặt linh cổ thánh nghĩ mãi mà không rõ. Đây chính là cổ thánh, bất luận danh sư đại lục hay dị linh tộc, đều đứng ở hàng cao nhất, một đao đâm chết, một câu chưa nói, thậm chí kêu thảm cũng không có phát ra để cho người ta có loại cảm giác dường như nằm mơ chẳng lẽ là giả trương huyền cũng nghi ngờ nhìn tới giả ngược lại không giả ta cùng vị này ở chung mấy ngàn năm hóa thành tro cũng sẽ không nhận sai sở dĩ bị ngươi một đau đánh chết hẳn là bị thương nặng cơ sở bị tổn thương một thân thực lực ngay cả một phần mười cũng chưa tới nhìn kỹ một hồi mặt linh cổ thánh nói thông qua quan sát có thể thấy được vị lam nhai cổ thánh này hết sức yếu ớt trong cơ thể mang theo khí tức suy bại vừa nhìn liền biết tổn thương cơ sở coi như không động thủ cũng có thể sống không bao lâu thế nhưng khoảng thời gian trước mới thấy qua đối phương long tinh hổ mãnh nghe nói còn sắp đột phá cổ thánh tầng thứ hai làm sao một chút liền biến thành như vậy làm sao bây giờ nghiên cứu một hồi không biết đến cùng chuyện gì xảy ra mặt linh cổ thánh đành phải bất đắc dĩ lắc đầu nhìn lại vốn còn muốn bắt sống sau đó sư hồn biết tình huống của linh hoàng dò xếp vị trí long huyết hiện tại đã chết chỉ có thể quên đi trương huyền cười khổ cổ thánh khác đều lợi hại như thế vị này quá không đáng tin cậy cầm đao chọc qua vốn nghĩ đối phương sẽ né tránh và ngăn cản nằm mơ cũng không có nghĩ đến trực tiếp treo đằng sau chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn cũng không có cách nào thi triển có loại cảm giác chọn nhầm đối tượng suy nghĩ một chút liền tràn đầy tâm tắc Bất quá, nếu như ý nghĩ này của hắn cho Lam nhai của thánh chết đi biết, khẳng định sẽ trực tiếp khóc lên. Làm sao, phương thức ta chết không đúng. Có muốn cứu ta sống lại, lại chết một lần cho ngươi xem hay không? Còn muốn ngụy trang thành hình dạng của hắn hay không? Đương nhiên, nếu không làm sao đi vào tẩm điện? Trương Huyền lắc đầu, tinh thần khẽ động, xương cốt toàn thân cục cục vang vọng, tính cả khí tức linh hồn đều trở nên giống như Lam nhai của thánh đưa tay cởi ra quần áo của hắn mặc ở trên người mình trữ vật giới chỉ cũng lấy tới mang trên ngón tay liếc mắt nhìn trong lòng mặt linh cổ thánh chấn động còn tưởng rằng chỉ là hình dáng ngụy trang để cho người ta khó phân biệt thư hùng nằm mơ cũng không nghĩ đến cử chỉ phong thái khí tức linh hồn thậm chí lực lượng tâm cảnh cho người cảm giác đều hoàn toàn tương đồng nếu không phải lam nhai cổ thánh còn nằm trên mặt đất không nhúc nhích thật sự cho rằng căn bản không có chết bình thường ngụy trang chỉ là dung mạo giống nhau linh hồn cùng tâm cảnh không có khả năng tương đồng mà cái trước mắt này người thân nhất cũng không thể nhận ra quá nghịch thiên lam nhai cổ thánh sau khi lấy nước suối về bình thường sẽ đưa đến nơi nào không để ý tới hắn khiếp sợ trương huyền hỏi bình thường sẽ đi vào tẩm điện còn nơi nào ta cũng không rõ ràng mặt linh cổ thánh vội vàng trả lời vậy là tốt rồi vừa vặn đi qua điều tra một phen ánh mắt trương huyền sáng lên nếu là đi tẩm điện vừa vặn có thể quan minh chính đại tiến vào bên trong lăng không trảo một cái trong giới chỉ của lam nhai cổ thánh chuẩn bị hồ lô xuất hiện rót đầy nước sạch làm xong những thứ này trương huyền liếc mắt nhìn mặt linh cổ thánh bàn giao nói ta một người đi vào là được đối phương bây giờ bị linh hoàng kiên kỵ tự do ra vào tẩm điện cũng có chút khó khăn còn không bằng chớ theo ở phía sau bản thân dễ dàng hơn một ít nếu không vừa mới đi vào chỉ sợ phải gặp đến nghi ngờ bị người phát hiện quá nguy hiểm ta sợ xảy ra vấn đề mặt linh cổ thánh tràn đầy lo lắng hội trưởng chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn tẩm điện theo hắn biết ít nhất có ba vị cổ thánh tồn tại một khi bị phát giác trốn cũng trốn không thoát yên tâm thật muốn xảy ra vấn đề ngươi xông tới chi viện Trương Huyền mỉm cười, thu thi thể Lam Nhai cổ thánh vào trữ vật giới chỉ. Cổ thánh một thân đều là bảo vật, không thể lãng phí. Dừng lại một chút, biết thân phận của mình bây giờ dường như xấu hổ, đi qua quả thực sẽ dẫn tới phiền phức, mặt linh cổ thánh đành phải gật đầu. Không nói đối phương có thân phận hội trưởng, chỉ nói danh sư thiên tài nhất danh sư đại lục, thật gặp phải nguy hiểm, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Ừm. Làm ra quyết định, Trương Huyền không nói nhiều, thân thể vụt qua đi ra cung điện thẳng tắp bay về phía tẩm điện trước đó vô hồn ở linh hoàng cung dạo qua một vòng cung điện bố cục sớm đã ghi nhớ ở trong ốc thời gian không dài đi tới tẩm điện lấy ra lệnh bài nhẹ nhàng vạch một cái phong ấn chậm rãi mở ra nhấc chân đi vào tẩm điện cùng bên ngoài không có gì sai biệt một cái sân rộng rãi đủ loại cây cối rậm rạp sinh trưởng trước mắt là một mảnh dược viên trồng đủ loại dược liệu trân quý thần thức lan ra lặng lẽ nhìn một vòng trương huyền nhíu mày dược vật ở dược viên này chừng hơn mấy trăm loại mỗi một cái đều ẩn chứa dược lực mạnh mẽ nhưng không có long lân thảo mà trước đó bạc huân cổ thánh nói chẳng lẽ long huyết căn bản không tồn tại để long cốt thần thương ngụy trang thành đai lưng cẩn thận cảm ứng nơi nào có long huyết trương huyền dọc theo con đường chậm chạp đi về phía trước lam nhai còn không mau một chút đang từ từ tiến lên dùng thần thức dò xét bốn phía, một thanh âm vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua. Hình dáng hơn 60 tuổi, hai mắt thoạt nhìn có chút vẫn đục, khí tức trên thân thoạt nhìn không mạnh, nhưng vẫn cho người ta một loại áp bức đến từ linh hồn. Cổ thánh nhị trọng, chư tử cảnh. Trong nháy mắt rõ ràng thực lực cụ thể của đối phương. Trong khổng miếu, gặp qua hơn 10 vị cổ thánh, trong giới chỉ càng để mấy thi thể dị linh cổ thánh, Đối với cảnh giới của bọn hắn, sớm đã rõ như lòng bàn tay. Vị lão giả trước mắt này, thoạt nhìn dung mạo không đáng để ý, tu vi vậy mà mạnh hơn Lam nhai cổ thánh. "Vâng." Suy nghĩ ở trong óc lóe lên một cái rồi biến mất, Trương Huyền liền vội vàng gật đầu, vội vã đi tới. Thấy hắn hành động có chút quá dị, lão giả nhíu mày, liếc mắt nhìn kỹ, chính là Lam nhai cổ thánh, không có sai, lúc này mới thấp giọng. "Hôm nay là ngày cuối cùng." Ngàn vạn lần không thể phạm sai lầm, nếu không, chúng ta đều muốn đầu người rơi xuống đất. Ừm. Mặc dù không biết đối phương nói có ý tứ gì, nhưng giờ phút này khẳng định không tiện hỏi thăm, Trương Huyền lên tiếng, đi theo sau lưng đối phương. Đại điện không có dạ minh châu chiếu sáng, cũng không có nến, lộ ra đen thui, vừa tiến vào trong, giống như đi vào một thế giới khác, khí tức bốn phía ngăn cách toàn bộ. Phong ấn thật mạnh. Mặt không đổi sắc, Trương Huyền lặng lẽ nhìn quanh một vòng. Không hổ là sào huyệt của Linh Hoàng, phù lục khắc họa đâu đâu cũng có, bốn phía phong ấn hoàng mỹ, giống như cả cung điện đều hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nếu như không đi vào đại môn, cổ thánh tam trọng chỉ sợ cũng không thể thăm dò tình huống thật nơi này. Chính giữa đại điện là một tế đàn hình tròn, phía trên có một đám lửa cháy hừng hực, bốn phía ngồi một vòng dị linh tộc mặt hắc giáp. Vậy mà đều là đại thánh cấp, chừng trên trăm. Trương Huyền nhíu mày. Đại thánh cấp, tuy không thưa thất bằng cổ thánh, nhưng cũng được cho tồn tại đỉnh phong, lúc trước đánh chết 11 vạn dị linh tộc, loại cấp bậc này cộng lại cũng chỉ mấy chục, nơi này lại có trên trăm. Nội tình của Linh Hoàng thâm hậu như vậy. Nước suối đâu? Thấy hắn ngay người tại nguyên chỗ, lão giả nhíu mày. Còn không mau bỏ qua. Cho. Cổ tay Trương Huyền rung lên, hồ lô bay về phía lão giả cho ta làm cái gì? Đưa tay nhận lấy, lão giả ngẩn ngơ. Ngươi tới thả đi. Trương Huyền nói. Không biết thứ này sử dụng như thế nào, vạn nhất làm sai, khẳng định lộ tẩy, còn không bằng vung tay làm trưởng quỷ. Linh hoàng bệ hạ tự thân bàn giao, để ngươi tới làm, ta thả, không phù hợp quy củ. Lão giả nhíu nhíu mày. Bệ hạ sẽ không trách móc. Trương Huyền gượng cười. Nói đùa, nếu ta biết làm sao thả cần ngươi tới nói nhảm ngươi thấy hắn nói như vậy lão giả tràn đầy kỳ lạ đang muốn nói cái gì liền cảm thấy mặt đất run rẩy đài cao không ngừng lay động không còn kịp rồi sầm mặt lại lại không để ý tới cùng đối phương nói nhảm nhổ nắp bình nhẹ nhàng rung lên phần phật trong đó rót đầy nước suối chảy ra dọc theo hoa văn trên tế đàn tạo thành một hoa văn đặc thù hừng hực hỏa diễm phía trên cùng dòng nước vừa tiếp xúc lập tức thả ra nhiệt lượng kinh người thiêu đốt càng thêm kịch liệt nhanh bắt đầu hỏa diễm tăng cường hoa văn xuất hiện biến hóa chói mắt lão giả hô khẽ các đại thánh dị linh tộc đều đồng loạt cắt đứt ngón tay huyết dịch bắn tới ông vừa tiếp xúc huyết dịch hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hung mảnh toàn bộ không gian cũng bắt đầu vặn vẹo lúc này trương huyền mới phát hiện chính giữa hỏa diễm một đoàn máu đỏ tươi đang không ngừng nung khô, hình như dùng phương pháp đặc thù nào đó tiến hành tinh luyện. Huyết dịch này, đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên có lực lượng không cam lòng không ngừng gào thét, tựa như cự long vây quanh, không ngừng quanh quẩn. Chủ nhân, đây là long huyết. Bọn họ tinh luyện long huyết. Trong lòng hơi động, một thanh âm lo lắng vang lên bên tai. Long cốt thần thương biến thành đai lưng, kích động không ngừng lay động. Đây là long huyết trương huyền chấn động vốn cho rằng còn cần tiêu phí công phu đi tìm không nghĩ tới tự nhiên chui tới cửa chỉ bất quá nhiều người như vậy vây quanh lại ở chính giữa tế đàn muốn trộm đi gần như không có khả năng bọn họ đang làm gì xác định long huyết trương huyền tràn đầy nghi ngờ đặt ở trên tế đàn dùng máu tươi người tu luyện cùng hỏa diễm tiến hành nung khô đối phương muốn làm cái gì tới lượt chúng ta làm nhai còn không mau ngay thời điểm kỳ lạ, thanh âm của lão giả vang lên lần nữa, vội vàng quay đầu, chỉ thấy ngón tay đối phương búng một cái, đồng dạng một giọt tinh huyết bay đi. Trương Huyền biết chậm sẽ bị nghi ngờ, cũng vội vàng lấy ra một giọt máu, bắn đi lên. Xì xì xì. Tế đàn thôn vệ máu của hắn, cả người giống như bị rút sạch, vẻ mặt trắng bệt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão giả cùng rất nhiều đại thánh khác cũng thân thể run rẩy, hao tổn cực lớn. Không chỉ thôn vệ huyết dịch, còn có thể căn cứ huyết dịch, thông vệ tinh, khí, thần của người. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao vị lam nhai cổ thánh kia dễ giết như vậy? Hắn chỉ cống hiến một giọt máu, liền cảm thấy tinh thần quể oải, lực lượng giảm bớt không ít, cái tên này một mực chủ trì tế đàn, không ngừng cống hiến tinh huyết, chỉ sợ thân thể sớm đã suy yếu không thành bộ dáng. Nằm trong loại trạng thái này, lại đụng phải mình, tu vi bản thân có thể so với cổ thánh tầng 1, lại có cổ thánh thần binh đánh lén ra tay tự nhiên một chiêu liền bị vùi dập ngay cả phản kháng cũng không làm được cũng không thể nói đối phương quá thảm mà là hắn quá mạnh ưu tú chính là không che giấu được như vậy trống rống thông vệ tinh huyết của hắn cùng ông lão hình rồng trong máu càng thêm rõ ràng tiếng gầm gừ càng lớn hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không bay ra đây là nhìn thấy một màn trước mắt long cốt thần thương lập tức run rẩy tràn đầy kích động cùng kinh ngạc đây không phải tinh luyện long huyết mà là sử dụng phương pháp đặc thù tẩm bổ long huyết muốn cho long huyết tăng lên một cấp bậc tăng lên cấp bậc trương huyền cao mày long tồn tại đẳng cấp long huyết cũng có độ tinh thuần khác biệt long cốt thần thương nói trương huyền gật đầu thật ra thì long tộc cùng tử đệ gia tộc ở danh sư đại lục có chút tương tự huyết mạch càng tinh khiết càng hạch tâm thiên phú liền càng cao, sức chiến đấu càng mạnh. Phía trước, gặp phải đám địa ngục thanh long thú, tuy trong tên mang chữ long, trên thực tế huyết mạch cực kỳ mỏng manh, giống như gia tộc bàn chi, không đáng giá nhắc tới, bởi vậy mới không chịu nổi thiên long bát âm, một lần thần phục. Trước mắt long huyết lớn chừng quả đấm, hẳn là bạc huân cổ thánh nói, huyết mạch long tộc cấp bậc cổ thánh, quả nhiên càng thêm tinh thuần hơn địa ngục thanh long thú. Tinh luyện huyết dịch, có chút giống tấn thân huyết mạch dựa theo tình huống bình thường là không thể nào làm được nhưng bọn họ dung hợp huyết dịch của cổ thánh cùng rất nhiều tu luyện giả lại lấy dòng nước sạch sẽ nhất phụ trợ có lẽ thật có thể thành công để huyết dịch trở nên càng thêm tinh thuần đề thăng một cấp bậc lòng cốt thần thương tràn đầy kích động dưới tình huống bình thường huyết mạch tăng lên gần như là không có khả năng nhưng trước mắt nhiều cường giả như vậy lại có hai vị cổ thánh hiến tế có lẽ có thể thành công ầm ầm lời còn chưa dứt long huyết dung hợp dòng máu của trương huyền cùng ông lão càng ngày càng cường đại dường như có loại xu thế không nắm được phá không mà ra thành công ánh mắt sáng lên lão giả tràn đầy kích động vội vàng đứng lên nhìn về phía trương huyền lam nhai sắp thành công còn không mau tế tự tế tự nhìn quanh một vòng ngay cả một tế phẩm cũng không phát hiện trương huyền đau cả đầu mặc dù hắn đã gặp dị linh tộc tế tự nhưng không có chủ trì qua, không biết bước đi, thật muốn tiến lên, sợ rằng sẽ lập tức lộ tẩy. Dù sao ngụy trang giống, cũng không phải dị linh tộc chân chính, nếu như có thể tế tự thành công, cũng không đến mức đi theo sau lưng thần dung hoàng tới nơi này. Biết vừa rồi từ chối, đối phương đã có chút hoài nghi, giờ phút này lại đẩy, sợ rằng sẽ lập tức động thủ, trương huyền dừng lại một chút, đột nhiên hơi đỏ mặt. Phúc Phun ra một nguồn máu tươi, cả người lắc lư, bại liệt ở trên mặt đất. Ngươi không nghĩ tới vị lam nhai của thánh này ở thời khắc quan trọng nhất lại không kiên trì nổi, lão giả tức đến run rẩy. Chuyện này kết thúc, ta nhất định sẽ báo linh hoàng, ngươi đợi tiếp nhận trừng phạt đi. Nói xong, chẳng muốn tiếp tục chú ý tên này, bàn tay nâng lên. Phần Phật Thời gian nháy mắt, phía trên hắn xuất hiện vô số đạo kiếm khí, nhẹ nhàng vạch một cái. Phốt 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 kiếm khí gào thét chém xuống trên trăm cường giả đại thánh ở trên tế đàn cùng thời khắc đó trên trăm cái đầu bay lên máu tươi chảy xuôi vọt tới tế đàn trương huyền nhíu mày trên trăm cường giả đại thánh trực tiếp chém giết khó trách vừa rồi tìm không thấy bảo vật nguyên lai là dùng sinh mệnh hiến tế thật độc ác ông 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 huyết dịch rót đầy hoa văn trên tế đàn một tiếng nổ kịch liệt vang lên vô số ánh sáng từ không trung hạ xuống bao phủ người sau ở bên trong. Thần vĩ đại, chúng ta hiến tế sinh mệnh, chỉ cầu long huyết trở nên càng thêm tinh thuần. Thanh âm lão giả vang lên. Nói là ngôn ngữ đặc thù của dị linh tộc, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị khó lường, thẩm thấu nội tâm. Như ngươi mong muốn. Trong quan mang có một thanh âm chậm chạp vang lên. Trương huyền vội vàng xuyên thấu qua ánh sáng nhìn lên, muốn nhìn có phải lạc nhược hy hay không, lại phát hiện không có nửa cái bóng người, thanh âm cũng có chút hùng hậu nghe không ra nam nữ ầm ầm thanh âm kết thúc ánh sáng đột nhiên đại thịnh một cỗ lực lượng đặc thù bao phủ xuống long huyết ở dưới ánh sáng chiếu rọi không ngừng nhúc nhích trong đó hình rồng giống như đạt được đại bổ dưỡng đột nhiên tăng lớn một vòng lực lượng càng thêm mạnh mẽ tu luyện giả bình thường muốn tinh luyện long huyết cũng không làm được nhưng thần linh có thể tùy tiện hoàn thành tất cả lực lượng tập trung lại lại lấy nhiều sinh mệnh như vậy hiến tế, lại là vì triệu hoán thần linh. Cô 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 cục cục. Hình rồng mạnh mẽ, huyết dịch lại càng ngày càng nhỏ, mới vừa rồi tương đương nắm đấm, một lát sau, chỉ lớn chừng bằng móng tay. Tuy rút nhỏ, nhưng trong đó tỏa ra lực lượng lại càng ngày càng mạnh mẽ, cho người ta một loại cảm giác nghiền ép, hình như đến từ một thế giới khác, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không bay đi. Loại cảm giác này, trương huyền ở trên người lạc nhược khi cảm thụ qua một lần nắm giữ loại lực lượng này danh sư đại lục không chịu nổi chỉ có thể xoay người rời đi rất rõ ràng huyết dịch trước mắt đã đột phá cảnh giới tích huyết trùng sinh đạt đến tầng thứ cao hơn chủ nhân nếu như ta có thể thôn vệ không chỉ phá giải phong ấn còn có thể tiến thêm một bước trực tiếp trùng kích cổ thánh tứ trọng long cốt thần thương tràn đầy kích động không ngừng run rẩy chờ chờ lực lượng của thần linh tán đi chúng ta động thủ vẻ mặt của trương huyền cũng đỏ lên truyền âm bàn giao vốn nghĩ có thể giải phong long cốt thần thương là tốt nằm mơ cũng không nghĩ đến vừa vặn đụng phải đối phương hiến tế tăng lên cấp bậc long huyết hiện tại cấp bậc long huyết tăng lên một khi long cốt thần thương thông vệ nhất định giống như cá chép nhảy long môn có biến hóa long trời lỡ đất đến lúc đó tay cầm trường thương coi như linh hoàng khôi phục đỉnh phong lại có sợ gì cường giả lợi hại hơn nữa, cũng có thể một thương phá nát. Bất quá, coi như muốn thôn phệ giọt máu này, cũng cần chờ lực lượng thần linh lui đi, nếu không thần linh giận dữ, không phải là hắn có thể chịu đựng. Ừm. Long cốt thần thương vội vàng gật đầu, cuộn ở bên hông trương huyền, tràn đầy kích động. Lúc trước nhiễm cầu cổ thánh cũng không có loại cơ duyên này. Nếu có thể tìm được loại huyết dịch này, phối hợp thêm thực lực của hắn, coi như không đuổi kịp khổng sư, cùng ngoan nhân khẳng định cũng có thể chiến đấu. ầm ầm Hai người truyền âm, trên không khí tức thần linh như thủy triều biến mất, quan mang bao phủ tế đàn cũng dần dần tiêu tán. Long huyết trong hỏa diễm, giờ phút này chỉ còn lại có một giọt, đỏ tươi như lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong tế đàn nhảy ra, bay lượn chân trời, biến mất không thấy hình bóng. Bất quá, ở dưới trận pháp bao phủ, muốn chạy trốn lại không làm được. Thành công! con mắt lão giả đỏ lên tràn đầy kích động kiên trì tiếp cận một tháng rốt cục hoàn thành cảm thấy trên người mềm nhũng bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã trên đất cung nên linh hoàng nắm đấm siết chặt lão giả trống to một tiếng nguy rồi chính là thời điểm này nhanh đi cướp nghe được hắn muốn cung nên linh hoàng trương huyền biến sắc một khi tên này xuất hiện huyết dịch chẳng khác nào không có phần của mình Bàn tay vỗ một cái, long cốt thần thương lập tức từ bên hông vọt ra ngoài. Nó dường như cũng biết tình cảnh nguy cấp, lại không để ý tới nói nhiều, hóa thành một cốt long màu đen bay về phía tế đàn. "Ngươi, ngươi không phải Lam nhai cổ thánh. Đến cùng là ai?" Lúc này mới phản ứng lại, lão giả biến sắc, cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên bắt về phía trước. "Trầm!" Lực lượng cổ thánh rời thân thể, ở trên không tạo thành một bình chướng ngăn long cốt thần thương ở bên ngoài phá thấy hắn chặn long cốt thần thương lại trương huyền biến sắc không để ý tới che giấu tung tích yêu dị huyền đao xuất hiện giơ tay lên bổ tới mặc dù lão giả là cổ thánh nhị trọng chư tử cảnh nhưng vì tinh luyện long huyết tiêu hao rất nhiều thực lực đã không bằng trước chỉ thoáng cái hình thành bình chướng liền bị yêu dị huyền đao phá vỡ ra phốt máu tươi phun trào lão giả cũng không lui về phía sau con mắt trở nên đỏ thẫm bàn tay lần nữa nâng lên chân khí tuôn ra long cốt thần thương bị nhốt trong đó vậy mà trong thời gian ngắn không đến được trước mặt long huyết ngươi muốn chết không nghĩ tới tên này suy yếu như vậy còn ngoan cường như thế sắc mặt trương huyền giận dữ yêu dị huyền đao lần nữa bổ xuống chỉ cần giết tên này đối phương hình thành ràng buộc tự nhiên sẽ tiêu tán hừ biết hắn sẽ công kích bàn tay lão giả vung ra một đồ vật tựa như tơ lụa bay ra thời gian nháy mắt che khuất bầu trời bao phủ tới đao mang là một pháp bảo tuy không có đạt tới cổ thánh lại đạt đến nửa bước cổ thánh mang theo hiệu quả trói buộc rất mạnh vừa xuất hiện trương huyền liền cảm thấy chân khí trong cơ thể giống như bị giam cầm có chút thi triển không ra phần phật một cổ thánh dị linh tộc bất ngờ xuất hiện lăn không một quyền tiến lên đón không phải người khác chính là thi thể lúc trước trương huyền luyện hóa Tê Lạp Tuy chỉ là thi thể, nhưng bị luyện hóa thành vô hồn kim nhân, nắm giữ sức chiến đấu cực mạnh, một quyền xuống, không gian nổ tung, tơ lụa màu đỏ bị kéo nát bấy. Phốt Máu tươi dân trào, lão giả vốn bị thương nặng, không thể kiên trì được nữa, bay ngược ra, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, xem ra trong thời gian ngắn là không thể nhúc nhích. Nhanh đi! Yêu dị huyền đao liên tục bổ hai cái, lão giả lưu lại phong ấn bị xé ra, Trương Huyền lớn tiếng la lên. Vâng. Long cốt thần thương gào thét, xông về phía trước. Thời gian nháy mắt đi tới trước mặt Long huyết, cốt long to lớn há miệng cắn về phía huyết dịch. Hô. Ngay thời điểm huyết dịch sắp tiến vào trong cơ thể nó, tất cả động tác giống như trong nháy mắt bị đóng băng, cốt long cứng ngắc ở trên không trung, huyết dịch cũng yên tĩnh huyền phù, hình rồng trong đó lại không gào thét. Nguy rồi. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại, vội vàng ngẩng đầu ngay sau đó nhìn thấy một bóng người không biết từ chỗ nào đến ngón tay điểm về phía trước không gian trước mắt bị giam cầm đúng là động tác của hắn linh hoàng thần linh hoàng lại vào lúc này xuất hiện tuy vẻ mặt có chút trắng hoặc nhìn không có hoàn toàn khôi phục nhưng dù sao cũng là cường giả tích huyết trùng sinh đỉnh phong long quốc thần thương căn bản không đỡ được ngươi là trương huyền lại dám tới linh tộc muốn chết định trụ không gian thần linh hoàng nhướng mày nhìn về phía trương huyền ánh mắt lộ ra tức giận long cốt thần thương yêu dị huyền đao đây đều là đồ vật mang tính tiêu chí coi như giờ phút này trương huyền ngụy trang thành lam nhai của thánh cũng bị nhận ra được tìm chết hay không không phải do ngươi định đoạt ngoan nhân ra tay đi thấy đối phương xuất hiện bàn tay trương huyền rung lên tế ra ác chủ bài mạnh nhất thiên đạo chi thư xuất hiện bàn tay của ngoan nhân từ trong thư tịch duỗi ra đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Tê lạp. Không gian giam cầm lần nữa di động, miệng cốt long vội vàng khép lại. Trăng rắc. Hàm răng đối đầu, chấn bốn phía lay động, nhưng lại chưa nuốt lấy long huyết. Nhân tộc vậy mà lẻn vào nơi này, linh hoàng, phòng ngự của ngươi càng ngày càng kém. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở trong đại điện, giọt máu vừa rồi kia, ở đầu ngón tay của nàng xoay tròn hiển nhiên ở trong nháy mắt cốt long gần thôn vệ dọc long huyết này bị nàng cướp đi là nữ tử thoạt nhìn chừng 30 tuổi tu vi sâu không lường được giống như lão giả phía trước đồng dạng đạt đến cổ thánh nhị trọng chư tử cảnh lông mày trương huyền nâng lên đã sớm đoán ra linh hoàng tẩm điện sẽ có mấy vị cổ thánh nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy đoạt huyết dịch lại biết thời gian không đợi người chờ lâu một giây đồng hồ liền nhiều một giây nguy hiểm trương huyền vội vàng ra lệnh vèo bàn tay trong thiên đạo chi thư lăng không bắt tới nữ tử trảo một cái không gian giam cầm thân thể nữ tử trực tiếp bị đóng băng không thể động đậy bành nữ tử hơi đỏ mặt chỉ thoáng cái bay ngược ra cho không nghĩ tới bàn tay này cường đại như thế ngón tay nữ tử búng một cái huyết dịch lập tức bay về phía linh hoàng linh hoàng vụt qua đi tới trước mặt đưa tay bắt tới bàn tay trong thư tịch cũng phá không bắt đến cả hai lực lượng khổng lồ đối đầu trận pháp bốn phía không chịu nổi nhao nhao nứt ra xảy ra chuyện gì linh hoàng đang cùng người chiến đấu trầm trong nháy mắt lại bay tới hai vị cổ thánh giống như nữ tử đều là chư tử cảnh tuy cấp bậc không cao nhưng hai người liên thủ uy lực liền không đồng dạng vốn ngoan nhân sắp cầm được huyết dịch Giờ phút này hai vị cổ thánh ngăn cản, lại không cách nào tiến lên mảy may, phản phất như bị đóng ở tại chỗ. Trận pháp vận chuyển Bị lực lượng của ngoan nhân bài xích, Linh Hoàng cũng không lấy được long huyết, hàm răng cắn chặt, bàn tay trảo một cái. Ông Trong đại điện bố trí tốt trận pháp vận chuyển, vô số ánh sáng thời gian nháy mắt bao phủ ngoan nhân. Đây là nơi ở của hắn, vì bố trí phù văn cùng trận pháp, hao tốn không biết bao nhiêu năm, Tuy hiện tại ngoan nhân là đã khôi phục được tích huyết trùng sinh đỉnh phong, nhưng vẫn trong thời gian ngắn khó mà phá vỡ. Đây là ta tiêu phí vô số tâm huyết mới tinh luyện huyết dịch, há có thể bị ngoại nhân cướp đi. Thấy ngoan nhân bị nhốt lại, thần linh hoàng thở vào nhẹ nhõm, hừ lạnh một tiếng, lăng không trảo một cái, huyết dịch lập tức huyền phù ở trong lòng bàn tay, tản mát ra lực lượng cuồng bạo. Lần nữa nhìn một chút, hình rồng trong đó phát ra thanh âm nghẹn ngào, giống như bị xóa đi linh trí. Cổ tay khẽ đảo, há miệng muốn nuốt vào. Hắn bị thương rất nặng, hủy cơ sở, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu liền sẽ tử vong, mà bây giờ có long huyết tẩm bổ, hoàn toàn có thể khôi phục đến trước kia, thậm chí tiến thêm một bước. Ta. À, không nghĩ tới đến cuối cùng còn bị cái tên này cướp đi, long cốt thần thương gào thét, vội vàng vọt tới. Mạnh mẽ va chạm, để thần linh hoàng lão đảo, long huyết từ ngón tay không tự chủ được rơi xuống ngươi muốn chết. Nhớ mày, thần linh hoàng vỗ xuống một chưởng. Lạch cạch. Cốt lông chỗ nào chịu được, đầu cắm vào trên mặt đất, đập ra một cái lỗ to. Hừ. Đánh bay lông cốt thần thương, thần linh hoàng lại vồ một cái, cầm lấy huyết dịch, vừa định đưa vào trong miệng, ngay sau đó cảm thấy đầu ngón tay chợt lạnh, dường như có gió xẹt qua. Vội vàng cúi đầu, huyết dịch đã biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Da đầu nổ tung, vội vàng nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy một cái hồ lô, chẳng biết lúc nào lơ lửng giữa không trung, thân thể uốn éo, lập tức nuốt huyết dịch xuống. Ngươi! Thần Linh Hoàng đang nghe truyện trên TV audio CV bối rối. Trương Huyền cũng đứng tại nguyên chỗ, cảm thấy trong lòng có mấy vạn con thần thú bay lượn qua. Cái hồ lô này, chính là động hư hồ lô lúc trước giấu ở trong đan điền của hắn, sau khi nuốt thiên ngoại phi thạch, một mực nằm ở trong giới chỉ, không nhúc nhích, giống như chết rồi, làm sao lại đột nhiên chạy đến? Hơn nữa còn nuốt huyết dịch. Đây chính là mấu chốt giải phong long cốt thần thương, cho nó nuốt, cốt long liền không cách nào diễn sinh huyết nhục, không cách nào phá giải phong ấn, chỉ bằng vào ngoan nhân, đừng nói chạy trốn, làm không cẩn thận sẽ chết ở đây. Máu, máu của ta. Long cốt thần thương ngã xuống đất, không ngừng lay động, nước mắt chảy ra, lay động quá lớn, đầu suýt chút nữa từ trên cổ rơi xuống. Đây chính là mấu chốt để nó thuế biến cùng phá giải phong ấn, kết quả bị một cái hồ lô ăn. Ngươi không phải không có miệng ư. Làm sao nuốt xuống? Ờ. Nuốt long huyết, hồ lô ở một cái, rất thỏa mãn nhẹ nhàng vụt qua, lần nữa lao về phía trương huyền. Trả long huyết lại cho ta. Giờ phút này thần linh hoàng mới phản ứng lại, cả người muốn điên rồi, vẻ mặt phát điên lao đến, bàn tay duỗi ra, không gian đổ sụp một mảng lớn. Trương Huyền mắt tối sầm lại. Cổ thánh tam trọng giao chiến, thực lực của hắn bây giờ đã không cách nào nhúng tay vì lẽ đó căn bản không có nghĩ đến sông tới đoạt huyết dịch. Một mực ở một bên xem cuộc chiến, một khi cơ hội không tốt, xoay người bỏ chạy, ai biết cái hồ lô này cướp xong huyết dịch liền xông về phía mình, còn thuận tiện đưa thần linh hoàng tới. Cái gì thù, cái gì oán? Hảo ý đặt ngươi ở đan điền, dùng chân khí tẩm bổ, lại cho thiên ngoại phi thạch liền đối đãi ta như thế. Trong lòng suýt chút nữa chửi má nó, thân thể Trương Huyền vụt qua, muốn tạm thời tránh mũi nhọn, ai biết còn không có chạy trốn, thấy hoa mắt, Hồ Lô đã chui vào đan điền, tìm địa phương thoải mái nằm xuống. Ngươi. Đầu nổ tung, Trương Huyền điên rồi. Lúc này, lại không để ý tới đi tìm Hồ Lô phiền phức, huyết mạch Trương gia vận chuyển, thời gian trở nên chậm, đồng thời thi triển ra Thiên Đạo thân pháp, thời gian nháy mắt đi tới trước mặt ngoan nhân. Đối mặt thần linh hoàng, hiện nay đáng tin cậy nhất cũng chỉ có tên này. Chết! Thấy hồ lô cướp đoạt huyết dịch chạy đến trương huyền liền biến mất, thần linh hoàng biết chắc là tên này dùng thủ đoạn, tức giận đến run rẩy song trưởng bài không vỗ xuống. Không khí giống như bị rút sạch, trương huyền chỉ cảm thấy thân thể cứng nhắc, kìm lòng không được bay về phía đối phương, giống như chủ động tự tìm đường chết. Chủ nhân! Ngoan nhân lại không để ý tới cùng hai vị cổ thánh còn lại giao thủ, một bàn tay khác từ trong thư tịch bay ra, lăng không trảo một cái, khoác lên bả vai Trương Huyền, ngăn hắn tiến lên, cái tay còn lại ở trong sách nhấn một cái, một bộ khung xương tàn khuyết không đầy đủ từ đó chui ra. Ký kết khế ước, chủ nhân chết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, bất kể như thế nào, cũng phải cứu tính mạng đối phương. Rầm Khung xương vừa xuất hiện, tựa như trung tâm cơn bão, vô số linh khí hội tụ tới, bàn tay bỗng nhiên áp bức tới. Rời thiên đạo chi thư, sức chiến đấu của ngoan nhân tăng lên không ít, trái tim không ngừng nhảy lên, dân trào mạnh mẽ, cùng công kích của thần linh hoàng đụng một cái, người sau lập tức bay ngược ra. Trước khi thần linh hoàng bị thương, có thể sẽ không sợ hãi ngoan nhân còn không có khôi phục, nhưng giờ phút này, căn bản không đỡ được. Nhìn thấy ngoan nhân quả nhiên có thể ngăn cản đối phương, Trương Huyền thở vào nhẹ nhõm, ý thức vội vàng tập trung ở đan điền, nhịn không được quát tháo ngươi không phải đồng ý ta không đi vào đan điền ư phía trước cho cái hồ lô này thiên ngoại phi thạch ép đối phương đồng ý rời đan điền nằm mơ cũng không nghĩ đến thời khắc mấu chốt lại chui vào hơn nữa còn dẫn thần linh hoàng tới tạo cái nghiệp gì a à? nếu không phải phản ứng nhanh kích hoạt trương gia huyết mạch chỉ sợ hiện tại sớm đã không còn tính mạng ta chỉ nằm một hồi hồ lô uốn éo cái mông một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tức đến cắn răng, Trương Huyền còn muốn mắng vài câu, đột nhiên cảm thấy sống lưng rung lên, lực lượng huyết mạch lần nữa vận chuyển, nhanh chóng tiến lên. Rầm rầm rầm. Vừa rời đi, không gian phía trước, lập tức mất đi, gió lốc khoái động, không gian vỡ vụn hình thành dư âm đập lên sống lưng, ít hầu ngòn ngọt, ngọt, phun ra một nguồn máu tươi. Vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy hai cổ thánh vừa rồi vây công ngoan nhân, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cách đó không xa. Cùng ngoan nhân đối chiến bọn họ khả năng chống lại không được, nhưng một bất hủ cảnh đại viên mãn, lại không giết được, thật sự không cần sống. Thời gian phát tắc. Quả nhiên là nhân tộc, chết. Một vị cổ thánh nhìn thấy đánh lén cũng không thành công, cao mày, lần nữa vỗ xuống một chưởng. Một vị khác cũng biết không thể bị dở gian, đồng dạng oanh kích tới. Quyền trưởng còn chưa tới trước mặt, không gian bốn phía liền xuất hiện vạn vẹo, trương huyền tựa như rơi vào trong gió táp mưa rào, trốn cũng trốn không xong. Thật coi ta là quả hồng mềm sao? Thấy ngoan nhân giờ phút này đang toàn lực ngăn cản thần linh hoàng khống chế trận pháp, không thể cứu người, Trương Huyền cắn chặt hàm răng, cổ tay khẽ đảo. Phần phật. Hai thi thể cổ thánh lập tức xuất hiện ở phía trước, ngăn lại quyền trưởng. Lúc trước thần dung hoàng cùng mọi người đại chiến, hắn nhân cơ hội cầm đi mấy thi thể, tuy trong khoảng thời gian này một mực bị thương nặng, chưa kịp luyện hóa, nhưng làm lá trắng vẫn dư sức có thừa. Bành Bành. Công kích đồng thời đánh vào trên thi thể, để hắn bay ngược ra, Trương Huyền tránh thoát một kiếp. Mi tâm khẽ động, đang muốn sử dụng thiên đạo chi thư, đập chết hai cổ thánh, liền nghe trên không truyền tới tiếng gió dồn dập. Ngay sau đó một đạo khí tức âm hàng cuốn tới, như dây thường lôi kéo hắn, nhanh chóng bay ra ngoài điện. Hội trưởng, đi mau. Thanh âm vang lên ở bên tai, mặt linh cổ thánh phát hiện không đúng, vu hồn rời thân thể vọt vào. Trốn chỗ nào? Hai cổ thánh bị thi thể chặn lại công kích, giờ phút này có đề phòng, sao có thể để hắn thuận lợi rời đi, xoay người đồng loạt công kích. Vu hồn xoay người, một chữ nghênh tiếp. Linh hoàng cung sụp đổ xuống, bụi đất tung bay, mặt linh cổ thánh mang theo trương huyền, cũng nhân cơ hội rời phạm vi cung điện. Bản thân hắn là cường giả tích huyết trùng sinh, so với hai vị này thì cường đại hơn, chỉ cần linh hoàng không ra tay, hai người này muốn ngăn lại, gần như không có khả năng hội trưởng ta đã mở ra trận pháp phía ngoài ngươi mau rời đi ta chặn lại hai vị này rất mau đưa trương huyền ra phạm vi tẩm điện mặt linh cổ thánh vội vàng truyền âm long cốt thần thương cùng ngoan nhân còn ở bên trong rời đi bọn chúng liền chạy không xong thân thể vụt qua trương huyền dừng ở tại chỗ long cốt thần thương bị thương ngoan nhân cũng bị thần linh hoàng cùng trận pháp vây khốn trong thời gian ngắn không thể rời bản thân thật muốn chạy hai thứ này làm không cẩn thận sẽ không cách nào trở về đã tổn thất ba thi thể cổ thánh hai thứ này tuyệt không thể có sai lầm thế nhưng nơi này chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ truyền ra ngoài một khi cổ thánh khác trong vương thành tới lại trốn liền không có khả năng mặt linh cổ thánh gấp gáp thần linh hoàng lôi kéo rất nhiều cổ thánh còn có năm vị không ở chỗ này vừa rồi có trận pháp ngăn cản khả năng không phát hiện được giờ phút này lực lượng tiết lộ nhất định sẽ xông lại. Đến lúc đó, còn muốn chạy trốn, sẽ rất khó làm được. Vu hồn thi triển, tuy thực lực rất mạnh, nhưng nhiều cường giả như vậy vây nhốt, thần dung hoàng còn suýt chút nữa bị giết, huống chi là hắn. Trong khuôn mặt mang theo khẩn trương, Trương Huyền thở ra một hơi. Coi như hiện tại muốn trốn cũng không kịp, vương thành lớn như vậy, căn bản chạy không thoát. Coi như chạy ra linh hoàng cung cũng vô dụng, phạm vi vương thành bát ngát như thế, trên tường thành cũng bố trí đủ loại trận pháp, chạy trốn cũng sẽ bị bắt tới. Hơn nữa cho dù trốn ra vương thành, bị hơn 10 vị cổ thánh đuổi giết, lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Vậy làm sao bây giờ? Biết ý tứ của hắn, mặt linh cổ thánh nhìn tới. Suy tư một chút, trương huyền bàn giao. Ngươi chặn bọn họ 10 cái hô hấp, còn lại giao cho ta. 10 cái hô hấp. Sửng sốt một chút, mặt linh cổ thánh cuối cùng vẫn gật đầu. Rầm. Hồn lực vận chuyển, linh khí bốn phía hội tụ thành vòng xoáy, mặt linh cổ thánh lập tức nên đón hai vị cổ thánh, ba người lực lượng khoái động, không gian từng tầng từng tầng vỡ vụn. Vừa chiến, mặt linh cổ thánh vừa quay đầu nhìn về phía hội trưởng, muốn nhìn hắn đến cùng có phương pháp gì tốt, chỉ thấy hắn lơ lửng giữa không trung, trong mắt hoa văn không ngừng hiện lên, rất nhanh phía trước hiện lên mấy ngàn cây trận kỳ. Khổng miếu thu hoạch lớn, trận kỳ cấp 9, Trương Huyền đạt được không ít, mấy ngàn cây trước mặt đều đạt đến cấp bậc này hắn tính toán bày trận hiện tại bày trận kịp ư hơn nữa nhìn thấy cử động của đối phương mặt linh cổ thánh run rẩy suýt chút nữa từ không trung rơi xuống đối phương bày trận vừa rồi kiến thức qua quả thực rất cường đại nhưng đây là nơi nào linh hoàng cung bên trong đủ loại phù văn sớm đã hiện đầy trận pháp sắp đặt xuất hiện một chút sai lầm cũng không được nhiều quấy nhiễu như vậy. Đừng nói 10 cái hô hấp, xem như 100 vị trận pháp sư cửu tinh, tiêu phí một năm thời gian, cũng chưa chắc có thể thành công. Ở trong mấy trăm trận pháp, tiếp tục sắp đặt trận pháp, đã là dung hợp trận pháp, cần lượng tính toán lớn, tuyệt không phải nhân loại có thể hoàn thành. Hô hô hô! Kiếp sợ còn không có kết thúc, chỉ thấy thanh niên lơ lửng giữa không trung, bàn tay huy vũ liên tục, trận kỳ bắn ra bốn phía. Không đến ba cái hô hấp, mấy ngàn trận kỳ phân biệt rơi vào bốn phía linh hoàng cung, cắm vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Tốt, mau lui lại. Làm xong, Trương Huyền thở vào nhẹ nhõm, lớn tiếng la lên. Được. Mặt linh cổ thánh vội vàng bay tới. Hắn muốn đi, hai vị cổ thánh còn lại sao có thể toại nguyện, lần nữa đồng loạt công kích. Ô ô ô. Đúng lúc này, trên không vang lên thanh âm ầm ầm sắc nhọn. Linh Hoàng, đây là người nào, lại bức ngươi thành như vậy. Ha ha, lần này hỗ trợ, đồ vật trước ngươi đồng ý, nhất định phải cho, cũng không thể chi ngoài miệng. Liên tiếp mấy đạo ý niệm lan đến, ngay sau đó, cảm giác áp bách mạnh mẽ hạ xuống từ trên trời. Năm vị cổ thánh đồng thời xuất hiện ở trên Không Linh Hoàng Cung. Đừng nói nhảm, ta muốn sống, đừng để bọn họ chạy trốn. Đồng ý các ngươi liền nhất định sẽ thực hiện. Chạy trốn một cái, bất kỳ sự tình gì cũng không được nhắc lại thần linh hoàng cắn răng tuy mượn trận pháp trong đại điện hắn có thể chống đỡ ngoan nhân nhưng thương thế lúc trước quá nặng giờ phút này đã có chút lực bất tòng tâm tiếp tục nữa ngoan nhân không dễ chịu thương thế hắn khẳng định càng nặng làm không cẩn thận sẽ trực tiếp vẫn lạc vì lẽ đó hiện tại bất luận tiêu phí bao nhiêu đánh đổi cũng phải lưu lại những người này nếu không chết nhất định là hắn đặc biệt là tiêu phí vô số tâm huyết mới tinh luyện long huyết không tìm về được thương thế của hắn muốn khôi phục còn không biết năm nào tháng nào cái này có thể năm vị cổ thánh cúi đầu nhìn sang ngay sau đó nhìn thấy mặt linh cổ thánh và ngoan nhân đang cùng hai vị cổ thánh khác chiến đấu chúng ta đã trốn không thoát thấy trong khoảng thời gian này chậm trễ các cổ thánh triệt để đi tới trước mặt đáy lòng mặt linh cổ thánh phát lạnh đối mặt hai vị vừa rồi hắn còn có cơ hội chạy trốn trước mắt nhiều như vậy đã tuyệt không có khả năng ta cố ý chờ bọn hắn tới nếu không quả thực trốn không thoát vẻ mặt trương huyền trở nên trắng mỉm cười sắp đặt ra nhiều trận kỳ như vậy coi như hắn nắm giữ thiên đạo thư viện chân khí trong cơ thể vô tận vẫn cảm thấy tràn đầy mệt mỏi cố ý chờ bọn hắn mặt linh cổ thánh sửng sốt đã như vậy còn có tâm tình nói đùa cái này có thể chết người ngươi biết không các ngươi chính là những cổ thánh trợ giúp linh hoàng. Tại hạ là bằng hữu của Dung hoàng, hắn không chết mà là bị linh hoàng liên hợp nhân tộc đánh lén bị thương nặng. Không để ý tới mặt linh cổ thánh đã rối loạn, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía từng bóng người. Có thể lôi kéo tốt nhất. Đừng nghe hắn nói bậy, hắn là gian tế của nhân tộc, là một vị danh sư, nhanh động thủ, giết cho ta. Lời còn chưa dứt, thanh âm của thần linh hoàng lo lắng vang lên mới vừa rồi còn tính toán lưu đối phương một mạng, hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Những người này, hiện tại hiệu trung với hắn, nhưng từng cái bằng mặt không bằng lòng, dính dáng lợi ích, một khi thần dung hoàng hứa hẹn chỗ tốt càng lớn, còn có thể điều khiển hay không, liền không nói được rồi. Danh sư Nghe nói đối phương là danh sư, hơn nữa lẫn vào nơi này, rất nhiều cổ thánh biến sắc. Ta là danh sư Linh Hoàng, lý do này của ngươi quá gượng ép đi, ta một thân sắc lục chân khí tinh thuần nồng đậm, thực sự là huyết mạch hoàng thất linh tộc, danh sư, cũng cho ngươi nói ra được. Trương Huyền cười lạnh, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Trong nháy mắt, sắc lục chi khí tinh thuần từ trong cơ thể tuôn trào ra, huyết mạch tinh thuần, so với ba đại hoàng giả chỉ mạnh không yếu. Cái này, sắc lục chân khí tinh thuần như vậy, nhân loại thật sự có thể ngụy trang ra sao? Có thể ngụy trang thành như vậy, chỉ sợ chúng ta không cần sống, mấy vị cổ thánh nổi lên nghi ngờ. Điểm trọng yếu nhất phân biệt dị linh tộc, chính là sát lục chân khí, càng tinh khiết, nói rõ huyết mạch càng cao cấp, vị trước mắt này chân khí tinh thuần, so với bọn hắn còn mạnh hơn, thực là danh sư sao. Giết hắn, chuyện lúc trước đã đáp ứng, gấp đôi. Thấy mấy vị cổ thánh do dự, tự hồ tin đối phương, thần linh hoàng cắn răng. Tốt, chẳng cần biết hắn là ai, động thủ. Ánh mắt năm vị cổ thánh trung lên dị linh tộc ở chung, hoàn toàn khác biệt danh sư đại lục, người sau chú ý quy củ mà bọn hắn không có quy tắc. Có chỉ là lợi ích. Đối phương là người của thần dung hoàng, hay danh sư, đối với bọn hắn mà nói, không sao cả. Thần linh hoàng đồng ý đồ vật, tăng lên gấp đôi, tuyệt đối là thần dung hoàng không cách nào cho. Đã như vậy, còn có cái gì có thể suy tính? Chết hay không, người này là ai, cũng không sao cả. Ầm ầm lực lượng từ trên bầu trời cuốn tới, nghiền ép về phía Trương Huyền. Năm đại của thánh liên thủ, thiên địa như đun sôi, trước mắt không còn khe hở, mà đen kịch giống như đáy nồi, không gian như bụi bậm, lại như hạt cát, bị đụng tới, sẽ lập tức hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Nhìn thấy cổ lực lượng này, mặt linh của thánh sợ tới mức thân thể rung lên, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Đi mau. Năm người này rõ ràng tu luyện một loại phương pháp hợp kích nào đó, nếu không không có uy lực này. Chiêu này hạ xuống, Tích huyết trùng sinh đỉnh phong cũng chưa chắc chống đỡ được, huống chi là hắn. Còn nghĩ Vu hồn sư công hội rốt cục xuất hiện hội trưởng, nhất định có thể giải quyết tai họa ngầm của dị linh tộc, khôi phục thân phận thật sự của bọn họ, để con cháu đời sau có tư cách lần nữa trở lại danh sư đại lục. Nằm mơ cũng không ngờ tới, tên này không đáng tin cậy như vậy, mới nhận nhau liền vẫn lạc. Chuyện này là sao? Vội vàng đi tới trước mặt đối phương, hồn thể kéo bàn tay của hắn, muốn tránh né công kích, lại thấy đối phương lắc đầu, cánh tay vung một cái, tránh thoát hắn lôi kéo. Đến hay lắm. Ngay thời điểm nghi ngờ, chỉ nhìn thấy khóe miệng thanh niên nâng lên, biểu lộ tìm đường chết. Da đầu hắn rung lên. Vu Hồng Sư, đến cùng làm chuyện xấu gì, lại gặp được một hội trưởng không đáng tin cậy như vậy. buồn bực sắp bùng nổ, cuối cùng vẫn hội tụ lực lượng lần nữa bắt tới còn không có tiếp xúc thân thể đối phương chỉ thấy hai tay thanh niên giơ lên thu ầm ầm lực lượng màu đen rơi vào bàn tay đối phương trương huyền cũng không giống như tưởng tượng hóa thành bụi bặm mà không nhúc nhích năm đại cổ thánh liên hợp hình thành công kích tại cả ở cách hắn không đến 2 cm chia làm năm phần vọt tới bốn phía đây là trận pháp cảm nhận được lực lượng khổng lồ bảo vệ thân thể thanh niên mặt linh cổ thánh vội vàng nhìn xuống dưới ngay sau đó nhìn thấy tất cả phù văn trong linh hoàng cung đồng thời sáng lên tính cả trận pháp cùng một thời khắc vận chuyển vô số linh khí ở trên người thanh niên tạo thành một lồng ánh sáng hình ngũ giác công kích của đối phương chính là bị lồng ánh sáng này hấp thu lần nữa hội tụ đến trong trận pháp đây là cưỡng ép hấp thu lực lượng công kích của đối phương thân thể mặt linh cổ thánh trung lên đứng chết chân tại chỗ triệt để bối rối năm đại của thánh liên hợp công kích cường đại cỡ nào trong lòng của hắn rõ ràng coi như ba cái mình liên hợp chung một chỗ cũng đừng hòng chống đỡ được nhưng thanh niên trước mắt không chỉ ngăn lại còn hấp thu của lực lượng này cái này là trận pháp vừa rồi hắn sắp đặt ra nhiều trận pháp như vậy vây quanh sắp đặt ra một trận pháp đơn độc liền rất không dễ dàng hắn bố trí đại trận vậy mà có thể dung hợp tất cả trận pháp lại với nhau phát huy ra uy lực càng cường đại hơn đã không phải là nghịch thiên có thể miêu tả phá không đi quản vị vu hồn sư này khiếp sợ hai tay trương huyền vỗ tới trận pháp hình ngũ giác lập tức tụ lại lực lượng hóa thành lồng giam to lớn bay về phía năm người cái này nguy rồi năm đại của thánh hiển nhiên cũng không nghĩ tới bản thân liên hợp công kích bị đối phương ung dung phá giải hơn nữa bị lấy đạo của người trả lại cho người từng cái vẻ mặt trắng bệch lần nữa liên hợp lại ầm ầm lực lượng song phương đối đầu năm đại cổ thánh phun máu tươi đồng loạt lui về phía sau trận pháp của linh hoàng cung vốn có thể phòng ngự tích huyết trùng sinh đỉnh phong giờ phút này lại phối hợp trận pháp của trương huyền cùng mọi người công kích phát ra lực lượng vượt khỏi tưởng tượng cho dù bọn họ liên thủ cũng không chống lại được ngoan nhân mang theo long cốt thần thương đi theo ta Mục kích thành công trương huyền cũng không tiếp tục mà quay đầu nhìn về phía ngoan nhân đang cùng thần linh hoàng chiến đấu, nói một tiếng. Cùng thời khắc đó, hình ngũ giác lần nữa thả ra một đạo hắc quang, lăng không bổ xuống. Hắc quan chém xuống trận pháp, ngoan nhân nhẹ nhàng vụt qua, tránh thoát thần linh hoàng áp chế, xương tay vồ một cái, thu lấy long cốt thần thương cùng ba thi thể cổ thánh. Đi! Làm xong những chuyện này, bàn tay trương huyền lần nữa rung lên, hình ngũ giác đâm rách không gian, ngoan nhân, mặt linh cổ thánh tính cả hắn, bỗng nhiên nhảy dựng chui vào trong đó thời gian nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nhanh lưu hắn lại thấy đối phương chạy trốn thần linh hoàng sắp nổ tung lần nữa nhìn về phía năm đại cổ thánh ngươi vẫn là trước nghiên cứu một chút vì sao hắn có thể khống chế trận pháp hộ cung của ngươi đi trận pháp này lợi hại như thế liều mạng tới chúng ta đều sẽ bị thương năm đại cổ thánh hừ một tiếng tuy rất muốn đạt được đồ vật trong miệng đối phương nhưng bởi vậy bị trọng thương mà nói, tuyệt đối được không bù mất. Bởi vậy, bị đối phương một đòn lui về phía sau, bọn họ liền ngừng lại, không phải đánh không lại đối phương, mà là có chỗ kiên kỵ. Hừ. Tức đến sắc mặt trắng bệch, thần linh hoàng biết, cùng đối phương chỉ là liên minh, mà không phải phụ thuộc, có thể giúp đỡ ngăn cản một chút cũng rất không tệ, muốn bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng lưu người lại, quả thực không có khả năng hoàn thành. Dị linh tộc, trời sinh liền rất cường đại tuổi thọ cũng dài dựa theo tình huống bình thường sống vài vạn năm dịp danh sư đại lục cực kỳ ung dung nhưng một mực không thành công nguyên nhân chủ yếu nhất chính là mỗi một cái đều quá ích kỷ căn bản không liên hợp đến cùng một chỗ không nói ba đại hoàng giả bọn họ triệu tập những vương giả này cũng giống như vậy nếu như là danh sư mọi người đồng tâm hiệp lực một lòng đoàn kết làm sao đến mức cố thủ ở đây Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là thiếu một tồn tại chí cường, có thể để cho tất cả mọi người thần phục, giống như ngoan nhân lúc trước. Mặc dù thần Dung Hoàng là linh tộc đệ nhất nhân, nhưng không mạnh hơn người khác quá nhiều, không có lực chấn nhiếp chân chính. Lấy ra một viên đan dược, ăn vào, vẻ mặt hơi khôi phục một chút, thần Linh Hoàng nhìn lại trận pháp phía dưới. Trận pháp Linh Hoàng cung là hắn cùng tiền bối của mình hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, tiêu hao bao nhiêu nhân lực mới bố trí ra, chỉ nghe hắn hoặc là người chỉ định khống chế, làm sao lại nghe theo tên kia chỉ huy chống lại năm đại cổ thánh. Hơn nữa bạo phát ra lực lượng càng thêm cường đại. liếc mắt nhìn, nhìn không ra cái gì, ngón tay vạch một cái, một giọt máu lơ lửng giữa không trung. trận pháp này, mấu chốt khống chế là huyết mạch, chỉ cần thi triển ra huyết mạch, nhất định có thể triệt để khống chế, thuận lợi kích hoạt. ông, huyết dịch xuất hiện, trận pháp phía dưới quả nhiên đung đưa. Từng đạo lực lượng lé lên, nhanh chóng hội tụ về trung tâm. Vừa định khống chế của lực lượng này trong tay, lần nữa hình thành phòng ngự to lớn, bố trí cốt linh hoàng cung phòng vệ phía dưới lay động kịch liệt. Ngay sau đó một âm thanh lớn vang lên, giống như muốn đổ nát vụn màn nhĩ. ầm ầm. Lực lượng hùng hùng từ nơi trung tâm nhất khoái động, kiến trúc vài vạn năm của linh hoàng cung trong tích tắc bị công kích to lớn, toàn bộ sụp đổ, biến thành tro tàn. Trận pháp phía dưới vậy mà không nghe hắn khống chế, tự bạo. Hoàng cung của ta. Nhìn hoàng cung trong chớp mắt biến thành phế tích, thần linh hoàng nhịn không được nữa, phun ra một nguồn máu tươi. Đây là địa phương hắn đời đời kiếp kiếp hao tốn vô số tâm huyết mới bố trí được, lại nổ như thế. Ai có thể nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì không? Linh hoàng. Hai vị cổ thánh trước đó chiến đấu với mặt linh cổ thánh vội vàng bay tới, một người vẽ mặt trắng bệch. Vừa rồi bệ hạ nói vị kia, gia hỏa gọi Trương Huyền, ở đây bố trí hơn ngàn trận kỳ. Sau đó, đại trận trong hoàng cung liền bị mượn. Hiện tại bùng nổ, có phải cũng là hắn làm hay không? Lần nữa bố trí trận pháp. Thần Linh Hoàng vụt qua. Toàn bộ Linh Hoàng cung tầng tầng lớp lớp, dính dáng mấy vạn loại phù văn, mấy trăm trận pháp lớn nhỏ không đều, nguyên nhân chính là có dựa dẫm này, mới có thể ngăn thần dung hoàng cùng với cao thủ của hắn, hiện tại hư hoại, tương đương hắn trần trụi xuất hiện ở trước mặt mọi người không còn bất kỳ bảo vệ lại thêm trọng thương thần dung hoàng thật muốn trở về còn không mặc kệ xâm lược ngay lập tức mang bảo vật mà những giám bảo sư kia dám định tới ánh mắt thần linh hoàng rung lên cắn răng nói bệ hạ giá trị chuẩn xác của những bảo vật kia còn không có xác định được vẻ mặt của thánh này trắng bệch trong mắt tràn đầy lo lắng thần linh hoàng vẫy tay một cái nói không kịp xác định, chờ bọn hắn giám định ra, ta đã bị giết rồi. Nhưng quy củ bệ hạ hẳn phải biết, một khi tính toán không đúng, ta sợ không những không khôi phục được, sẽ còn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất nói nhảm, toàn bộ tìm tới, hiện tại đã không có thời gian. Sống hay chết ở lúc này. Thần linh hoàng gầm thét. Long huyết bị cướp đi, hiện tại chỉ có thể sử dụng thủ đoạn mạo hiểm, nếu không thật vất vả được thành quả thắng lợi, có thể thủ vững hay không thật đúng là khó nói. Năm vị cổ thánh trên không, thoạt nhìn đồng ý điều kiện của hắn, tới liên minh, nhưng thật muốn hư nhược không có sức phản kháng. Vô cùng có khả năng ăn hắn trước chính là bọn họ. Vâng. Thấy bệ hạ khư khư cố chấp, cổ thánh chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu, thân thể bay xuống. Ta sẽ không thua. Trên mặt thần linh hoàng hiện lên vẻ dữ tận, siết chặt nắm đấm ông khoảng cách vương thành không biết bao xa không gian lay động một vết nứt xuất hiện ngay sau đó trương huyền từ bên trong lăn ra trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất hội trưởng một vu hồn huyền phù ở bên người nhìn chung quanh một chút phát hiện vậy mà trốn thoát mặt mũi khó tin lần nữa nhìn về phía thanh niên trên đất tràn đầy kính nể chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn nhưng từ trong tay nhiều cổ thánh như vậy chạy trốn hơn nữa huyên náo long trời lở đất cũng chỉ hắn mới có thể làm được cơ thể ngươi đâu trương huyền nhìn qua vô hồn sợ nhất chính là thân thể bị đánh lén vì lẽ đó ta chuyên môn mở ra một tiểu không gian có thể theo hồn phách phi hành mặt linh cổ thánh cười cười lúc này trương huyền mới phát hiện ngón tay của hắn lại có một cái nhẫn do hồn lực ngưng tụ thành hô tinh thần câu thông thân thể xuất hiện ở phía trước vô hồn của mặt linh cổ thánh nhẹ nhàng vụt qua chui vào không tệ. Trương Huyền mắt sáng rực lên. Có loại phương pháp này, quả thực không cần lo lắng thân thể. Đặc biệt là hắn, hơi nhìn không được, liền chạy ra cùng người chiến đấu, có thứ này sẽ an toàn hơn không ít. Nơi này là Hỏa Vũ chiến trường, cách Vương Thành hơn ngàn vạn cây số, hẳn đuổi không tới. Hội trưởng, bây giờ chúng ta làm gì? Hắn cùng Linh Hoàng tương đương với Triệt để trở mặt, đã không cách nào trở về, chỉ có thể đi theo vị hội trưởng này nghe theo dặn dò. Đừng có gấp, điều chỉnh một chút, khôi phục lực lượng lại tính toán sau. Trương Huyền xua tay. Vừa rồi sắp đặt trận pháp, lại dẫn động toàn bộ đại trận của Linh Hoàng Cung, tiêu hao rất nhiều, mấu chốt nhất là. Nguy hiểm giải trừ, nhất định phải tìm hồ lô nói chuyện, nếu không ai cũng chịu không được. Cũng đúng. Đối phương nói, mặt Linh Cổ Thánh cũng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, ở chung quanh bố trí cấm chế, lúc này mới ngồi xuống, khôi phục hồn lực tiêu hao. Thấy hắn tu luyện, Trương Huyền thu thiên đạo chi thư vào thư viện, rất nhiều thi thể cổ thánh cũng thu vào nhẫn, bắt đầu tu luyện. Xuân Thu Đại Điển nắm giữ tốc độ tu luyện gấp 10 lần, vài phút sau, tinh khí thần liền hoàn toàn khôi phục. Lông mày Trương Huyền nhíu một cái, ý niệm đi tới đan điền. Lúc này hồ lô vẫn nằm nghiêng ở trong đó, cực kỳ thoải mái dễ chịu, căn bản không có tính toán muốn đi. Thấy tên này bộ dáng như thế, Trương Huyền giận không chỗ phát tiết. Còn không phun long huyết ra. Tuy tên này từ trong tay Linh Hoàng cướp long huyết đi, nhưng đối với mình, vô dụng a. À. Nếu có thể cho long cốt thần thương nuốt, thì đâu cần chạy trốn, hoàn toàn có thể ở Linh Hoàng cung giết bảy vào bảy ra, Linh Hoàng cũng có khả năng một thương đâm chết. Không nên kích động, trong đang điền ngươi chân khí tinh thuần, cực kỳ thoải mái, chờ ta tiêu hóa long huyết xong liền ra ngoài. Hồ lô vạn vẹo một cái hiện tại liền cút ra ngoài cho ta, lúc trước thời điểm ta cho ngươi thiên ngoại phi thạch, nói không tại đi vào đan điền, bây giờ muốn nuốt lời. Trương Huyền tức giận sắp bùng nổ. Đây là đan điền của ta, ngươi nương nhờ trong đó. Mặt đâu? Ta mẹ nó một người có nguyên tắc như vậy, làm sao thu một bảo bối không biết xấu hổ như ngươi? Ra ngoài liền ra ngoài, tiểu hồ hồ ta còn nói giữ lời. Thấy hắn nổi giận, hồ lô nói thầm một tiếng, từ trong đan điền bay ra. Long huyết đâu? Trương Huyền thở vào nhẹ nhõm, cắn chặt hàm răng. Nhanh phun ra. Hồ Lô nói khoác không biết ngượng. Ta đã luyện hóa. Luyện hóa? Mới vừa rồi ngươi còn nói chờ ngươi luyện hóa long huyết lại đi ra. Cái này, tuy không có luyện hóa toàn bộ, nhưng đã luyện hóa một phần, mặt khác là ta đoạt được, đương nhiên là của ta. Hồ Lô hùng hồn. Mặc kệ ngươi luyện hóa bao nhiêu, còn lại nhanh phun ra, cho Long cốt thần thương, nếu không đừng trách ta không khách khí." Trương Huyền khẽ nói. "Đây là ta cướp được, chính là của ta, ngươi uy hiếp như vậy, có còn lương tâm hay không, người ta chỉ là một cái hồ lô." Hồ lô vặn vẹo một cái, đột nhiên nghiêm mặt nói. "Ta cảm thấy ngươi nói đúng, Long huyết với ta mà nói quả thực tác dụng không lớn, chẳng qua cảm thấy dường như không thích, muốn đi ăn mà thôi, a à, a à, hiện tại ta phun ra ngay." Ngươi nhìn như vậy được chưa? Trương Huyền hừ một tiếng, thu hồi yêu dị Huyền đao. Cho thể diện mà không cần, lại nói nhảm, tin hay không một đao chém ngươi thành cái giáo. Hồ Lô vặn vẹo một cái, một giọt máu xuất hiện ở phía trước. Quả nhiên giống như tên này nói, đã bị thôn vệ một bộ phận rất lớn, ngay cả một phần năm trước đó cũng chưa tới. Một cái Hồ Lô, không hảo hảo nằm, ngay cả long huyết cũng nuốt. Quả thực không nhân tính a. À. Tuy chỉ có một phần năm, nếu như bởi vì được linh hoàng tế tự tấn cấp, vẫn tản mát ra uy áp mạnh mẽ, bàn tay trương huyền rung lên, long cốt thần thương bay ra. Nhanh nuốt, nhìn xem có thể mượn cơ hội phá giải phong ấn hay không. Ít là ít một chút, chung quy có còn hơn không? Vâng. Nhìn thấy còn lại chút ít, long cốt thần thương tràn đầy kích động, lần nữa hóa thành cốt long, há miệng nuốt xuống. Huyết dịch đi vào trong cơ thể, thân rồng to lớn lập tức đung đưa, tựa như có vô số lôi đình ở mặt ngoài chảy xuôi khí tức nhanh chóng tăng thêm tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ đạo phong ấn trong cơ thể khôi phục lực lượng của cổ thánh chí bảo biết luyện hóa long huyết đột phá phong ấn còn cần một đoạn thời gian trương huyền không tiếp tục để ý mà lần nữa nhìn về phía hồ lô tràn đầy nghi ngờ vốn cho rằng là cái động hư hồ lô cấp bậc không cao không nghĩ tới không những có thể sinh ra linh trí nói ra ngôn ngữ nhân loại còn có thể từ trong tay linh hoàng cướp huyết dịch. Bất luận điểm này, cũng nói rõ tuyệt không phải phàm vật. Chẳng lẽ là đại thánh chí bảo hoặc là cổ thánh chí bảo? Trương Huyền nhịn không được nữa hỏi. Ngươi, đến cùng là cái gì? Tên này đã sinh ra linh trí, có lẽ biết thân phận của mình. Hồ lô A. Hồ lô vạn vẹo. Trương Huyền xạm mặt lại, làm sao cùng tên này nói chuyện, liền không nhịn được muốn đánh người nhỉ trương huyền cố nén xúc động rút đau ta muốn hỏi là bảo vật cấp bậc gì dừng lại một chút hồ lô nói ta cũng không biết không biết hiện tại ta chỉ có ý thức còn rất yếu rất nhỏ là đứa bé cần ăn rất nhiều thứ mới có thể khôi phục từng đúng chỉ cần ngươi cho ta đầy đủ thức ăn một khi khôi phục liền biết là cấp bậc gì hồ lô không ngừng lay động dường như có nước bọt chảy ra trương huyền đau của ta đâu tin đánh chết ngươi hay không cái này tổng cộng nếm qua hai vật thiên ngoại phi thạch không biết cấp bậc gì liền không nói long huyết là có thể để cho long cốt thần thương sung kích thần linh hoàng tu vi của thánh tứ trọng cũng liều tính mạng mới được ngươi thôn vệ chỉ là khôi phục nói lớn không ngượng như thế không chém ngươi sao có thể tĩnh tâm sau khi tức giận trương huyền cũng có chút tò mò loại vật này mới đáng giá nó ăn một lần tên này đến cùng là quái vật cấp bậc gì khó trách khư ngô cổ thánh tự mình ra tay sắp đặt ra không gian gấp mượn thiên địa linh khí tẩm bổ vài vạn năm chỉ sợ không phải đơn giản như vậy làm không cẩn thận là đồ vật không kém gì cửu thiên liên thai đưa tay đụng chạm muốn điều tra một cái đối phương đến cùng là cái gì lại không hình thành thư tịch xem ra ý thức của đối phương thanh tĩnh thư viện là không cách nào thành công. Trừ khi thi triển ra võ kỹ, hoặc xóa bỏ ý thức của tên này. Cuối cùng Trương Huyền lắc đầu. Mặc kệ cấp bậc gì, là bảo vật là được, mặc dù có chút không đáng tin cậy. Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi. Biết hỏi không ra cái gì, chẳng muốn tiếp tục nói nhiều, Trương Huyền thu nó vào trữ vật giới chỉ, trước sưu tập thi thể của thánh dị linh tộc, toàn bộ thả ra. Bị hai cổ thánh công kích, trước đó xem thi thể như lá trắng, đã tràn đầy vết rách, không thế nào sử dụng được, nhưng còn thừa lại vài đầu, hoàn hảo không chút tổn hại, vừa vặn nhân cơ hội luyện hóa. Vô hồn khẽ động chui vào một thi thể trong đó, không đến nửa canh giờ, triệt để luyện hóa. Sau đó cái kế tiếp, sau hai canh giờ, toàn bộ luyện chế thành vô hồn kim nhân. Hết thảy bốn thi thể, mạnh nhất của thánh nhị trọng đỉnh phong, yếu thì nhất trọng đỉnh phong, có bọn chúng gặp lại cục diện trước đó cũng sẽ không hốt hoảng như vậy. Mới vừa luyện hóa xong thi thể, Trương Huyền thở vào nhẹ nhõm, liền thấy bầu trời trời u ám, không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo, như mưa to hạ xuống. Đây là cổ thánh kiếp. Long cốt thần thương muốn đột phá. Mặt linh cổ thánh cũng đình chỉ tu luyện, đứng dậy. Trương Huyền nhìn lại, quả nhiên thấy cốt long đã mọc đầy huyết nhục, lân phiến đen kịch, phản xạ ánh sáng, cho người ta một loại cảm giác sâm u. Mở ra phong ấn, cũng có thiên kiếp. Trương Huyền nghi ngờ. Long cốt thần thương, bản thân là cổ thánh chí bảo, chỉ là bị nhiễm cầu cổ thánh phong ấn lực lượng mà thôi, hiện tại mở ra, vì sao còn dẫn tới hạo kiếp. Mở ra phong ấn bình thường, là ngươi tấn cấp cổ thánh, trừ đi trận pháp cấm chế phía trên. Mà nó là lột xác ra thân thể. Nói cách khác, hiện tại nó cũng không phải giải phong, mà là đột phá. Mặt Linh cổ thánh nói đột phá. Trương Huyền ngẩn ngơ. Cũng đúng. Long Quốc thần thương bị phong ấn, còn cường đại hơn yêu dị huyền đao chưa đột phá, hiện tại lại có long huyết lợi hại như thế, đảng sinh ra huyết nhục, đột phá đến cổ thánh cảnh cực kỳ bình thường. Còn cổ thánh lực. Bản thân nó chính là cổ thánh chí bảo, mặc dù bị phong ấn lực lượng, nhưng trong cơ thể khẳng định cũng ẩn chứa loại vật này, bởi vậy không cần mượn của mình. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Thiên kiếp triệt để hạ xuống, thiên hỏa, lôi đình trộn lẫn cùng một chỗ, nhao nhao rơi xuống, cốt long hiện tại có thể gọi là hắc long, gào lên một tiếng sông tới, thân thể khổng lồ vẫy vùng trong đó, hỏa diễm lôi đình không ngừng rèn luyện, lân phiến càng ngày càng chói mắt. Không hổ là tuyệt thế thần binh do nhiễm cầu cổ thánh chế tạo, mặc dù vừa mới đột phá cổ thánh cảnh, lại mượn nội tình bản thân thừa thế sông lên, xung kích đến cảnh giới tích huyết trùng sinh, còn cường đại hơn ta. Giờ phút này cũng nhận ra lai lịch của Long Quốc thần thương, mặt linh cổ thánh nhịn không được cảm xúc. Nhiễm cầu cổ thánh, đệ tử chiến lực đệ nhất nhân của khổng sư, Long Quốc thần thương càng được xưng là thượng cổ đệ nhất thương, quả nhiên không tầm thường. Mặc dù vừa mới đột phá, nhưng mượn nội tình bản thân, trực tiếp đạt đến cảnh giới tích huyết trùng sinh. Nếu như lại giải phong ấn, có lẽ thật có thể đột phá cảnh giới người người khát vọng, phá toái hư không? Chẳng lẽ nhiễm cầu cổ thánh lưu hắn lại cố ý phong ấn tu vi chính là vì cái này rõ ràng điểm ấy trong lòng trương huyền đột nhiên khẽ động hiện tại nếu hắn đột phá cổ thánh giúp long quốc thần thương mở ra tu vi tên này có lẽ có thể mượn cơ hội xung kích cảnh giới cao hơn có lẽ đây mới là ước nguyện ban đầu của nhiễm cầu cổ thánh khó trách nói áp chế không nên gấp gáp đột phá mới có thể tấn cấp cao hơn quả thật như vậy đột phá cổ thánh xung kích một lần sẽ có một lần chỗ tốt số lần xung kích càng nhiều cuối cùng thành tựu sẽ càng cao khổng sư là trùng kích mấy lần mới sáng tạo ra thực lực vô thượng long cốt thần thương trước đó xung kích qua một lần giờ phút này bị phong ấn tu vi lại xung kích lần nữa một khi hai của lực lượng dung hợp tất nhiên sẽ bộc phát ra sức chiến đấu kinh người tuy vẫn chưa thể phá giải phong ấn trùng kích cổ thánh đệ tứ trọng nhưng bây giờ đầy đủ nhìn thiên kiếp càng ngày càng nhỏ yếu tựa như lúc nào cũng muốn vượt qua, con mắt trương huyền sáng lên. Long cốt thần thương, bây giờ có được lực lượng có thể so với tích huyết trùng sinh đỉnh phong, so với ngoan nhân thời khắc này cũng không hề yếu, một khi bản thân sử dụng, tích huyết trùng sinh cảnh sẽ không còn sợ hãi. Gặp lại thần linh hoàng cũng không cần sợ hãi, có thể nhẹ nhõm treo lên đánh. Phần Phật Lôi vân tiêu tán, hắc long đổ kiếp xong xuôi, cửa nghẹo thân thể ở trên không trung, thời gian nháy mắt biến thành một chui trường thương bay tới, rơi vào trước mặt Trương Huyền, nhẹ nhàng rung lên, thái độ cung kính. Chủ nhân, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trương Huyền gật gật đầu, đưa bàn tay tới, nhẹ nhàng trảo một cái. Lập tức cảm thấy một cổ lực lượng vô tận từ trong cán thương lan ra, dường như nhẹ nhàng rung lên, liền có thể đâm xuyên không gian, đi vào thế giới càng sâu xa hơn. Lúc trước cổ thánh mạnh mẽ không thể địch nổi, Giờ phút này, trong mắt hắn, một thương liền có thể đâm chết, không đỡ nổi một đòn. Ngươi có biết chỗ ở của hỏa tư cổ thánh ở phương hướng nào không? Trường thương nơi tay, chiến ý của trương huyền tăng vọt, quay đầu nhìn về phía mặt linh cổ thánh. Nó là thánh thú lão tổ, năm đó cùng thần dung hoàng quyết đấu, bị đuổi ra khỏi vị trí cư trú của dị linh tộc, hình như ở lân cận hỏa vũ chiến trường. Chẳng biết tại sao hắn lại hỏi như vậy, mặt linh cổ thánh chần chờ một chút nói. Hắn sinh trưởng ở dị linh tộc, mặc dù không phải dị linh tộc, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Ngay ở chung quanh đây. Quá tốt rồi, mang ta đi xào huyệt của nó. Trương Huyền cười ha ha một tiếng. Mục đích tấn cấp Long Cốt Thần Thương, chính là vì thuần phục tên này, vừa vặn ở lân cận, vậy thì thuận đường xử lý sự tình. Cái này. Mặt linh cổ thánh rầu rĩ. Nghe nói tên này tính tình không tốt lắm, tìm nó làm gì? Tư duy của vị hội trưởng này rất khó lý giải A, à, đột nhiên muốn tìm hỏa tư cổ thánh làm gì. Ta còn thiếu một thánh thú làm thú sủng, vừa vặn đi qua thuần phục tên này. Trương Huyền cười cười. Thuần phục. Mặt linh cổ thánh tràn đầy im lặng. Đối phương là thánh thú lão tổ, năm đó thần Dung Hoàng cũng không thể khuất phục, ngươi muốn thuần phục. Đùa giỡn sao? Hội trưởng trận pháp của ngươi rất lợi hại, nhưng thuần thú không phải đơn giản như tưởng tượng cần thời gian dài lôi kéo tình cảm, duy trì thân mật, mới có thể để cho hắn chân chính thần phục. Mặt linh cổ thánh nhiệm không được nửa khuyên can. Người hội trưởng này là rất lợi hại, thủ đoạn cũng rất nhiều, nhưng tư duy. Đường đường thánh thú lão tổ, nếu dễ dàng thuần phục như vậy, cũng không đến mức để thần dung hoàng đau đầu. Ta biết, không đi qua thử một chút, làm sao biết nhất định không thành công. Chẳng muốn giải thích, Trương Huyền mỉm cười. Được rồi, Thấy hội trưởng quyết tâm muốn đi, Mạc Linh cổ thánh không nói thêm lời, lấy ra bản đồ cùng la bàn xác định phương vị, lúc này mới chỉ một chỗ. Hỏa tư cổ thánh cùng rất nhiều thánh thú ở cách nơi này không đến 10 vạn dặm. Không đến 10 vạn dặm. Được. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, trường thương rung lên. Tê lạp. Không gian xuất hiện một lối đi, thân thể nhảy lên chui vào. Đi thôi. Mặt linh cổ thánh theo sát từ thông đạo chui ra ngoài, đã đi tới bên ngoài 10 vạn dặm, hai người nhìn thấy một núi lớn hoang vu, quả nhiên có vô số thánh thú bay lượn. Thánh thú dị linh tộc, cùng thánh thú của danh sư đại lục không kém nhiều, chỉ bất quá nhận lấy huyết nguyệt ảnh hưởng, trong mắt đỏ hoe, thoạt nhìn càng thêm hung tàn thô bạo, lực lượng cũng càng thêm quỷ dị. Thánh thú phi hành trong núi đa dạng, số lượng kinh người. Người đi tới bái thiếp, nói đến đây viếng thăm hỏa tư cổ thánh. Hai người ngừng lại, cũng không xông vào, Trương Huyền quay đầu nói. Mặt linh cổ thánh gật đầu, bàn tay rung lên, một bái thiếp từ ngón tay bay ra, thẳng tắp lao đi, còn ở trên không liền tản mát ra thanh âm như sấm, vang vọng sơn cốc. Vu hồn sư mặt linh cổ thánh, đi theo hội trưởng Trương Huyền, đến đây viếng thăm hỏa tư cổ thánh, mong gặp một lần. ầm ầm, Không nghĩ tới đột nhiên có người viếng thăm, rất nhiều thánh thú phi hành đồng thời quay đầu bay tới, lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía hai người trương huyền sắc mặt không tốt bọn họ bị thần dung hoàng đuổi tới chỗ hoang vu này đã sớm tràn đầy oán hận hội trưởng trương huyền chưa nghe nói qua nhưng danh khí của mặt linh cổ thánh ở toàn bộ dị linh tộc vẫn rất lớn lão tổ đang bế quan tu luyện không gặp khách mời hai vị về đi một thánh thú tu vi bất hủ cảnh đại viên mãn bay tới không tiếp khách mong nói cho lão tổ các ngươi lần này hai người chúng ta tới là có tin tức tốt Đối với thánh thú nhất tộc các ngươi có trợ giúp cực lớn Trương Huyền cười cười Tin tức tốt Thánh thú bất hủ cảnh đại viên mãn cười lạnh Các ngươi trừ đùa nghịch tâm cơ Còn có thể có tin tức tốt gì Còn xin lập tức rời đi Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí Trầm Trên không bay lượng rất nhiều thánh thú đồng thời tru lên Đằng đằng sát khí Ngươi quá lo lắng Thấy đối phương tràn đầy cảnh giác, vẻ mặt Trương Huyền không thay đổi. Những ngày gần đây các ngươi có nghe nói, thần Dung Hoàng bị nhân loại chém giết, thần Linh Hoàng, thần Tinh Hoàng bị thương nặng muốn chết, toàn bộ linh tộc đã biến thiên không? Hơi có nghe nói. Thánh thú bất hủ cảnh đại viên mãn không biết tại sao hắn lại đột nhiên nói như vậy, dừng lại một chút nói. Tuy bọn chúng bị đuổi tới vị trí xa xôi, nhưng dị linh tộc xuất hiện biến cố lớn như vậy, vẫn nghe được một ít tin tức. Thần dung hoàng bị giết, ước định lúc trước tự nhiên có thể không cần tuân thủ, hiện tại chính là thời điểm thánh thú nhất tộc quay về tốt nhất, chẳng lẽ chư vị muốn cả đời canh giữ ở chỗ hoang vu này, không có đồ ăn ngon miệng, linh khí còn mỏng manh như vậy? Cứ thế mãi, toàn bộ thánh thú nhất tộc chỉ sợ sẽ bởi vậy thực lực sụt giảm. Trương Huyền cười nói. Cái này. Thánh thú bất hủ cảnh đại viên mãn nói không ra lời. Đối phương nói không sai không có đồ ăn ngon miệng không sao nhưng linh khí mỏng manh thánh thú tấn cấp liền trở nên chậm hơn nữa thành tựu cuối cùng cũng sẽ nhận hạn chế trong thời gian ngắn không tính là gì nhưng thời gian dài dần dần suy yếu đối mặt dị linh tộc sẽ không còn năng lực phản kháng ta biết ngươi không quyết định được những lời ta nói này cùng tin tức ngươi biết nói cho lão tổ các ngươi biết gặp hay không gặp hắn tự nhiên sẽ có quyết định thấy vẻ mặt nó như vậy trương huyền lại không giải thích mà khoát tay áo. Được. Biết nếu như đối phương nói là thật, đối với thánh thú nhất tộc quả thực có ý nghĩa to lớn, thánh thú bất hủ cảnh đại viên mãn chần chờ phút chốc, cuối cùng gật đầu, thân thể khổng lồ xoay một cái, thẳng tắp bay đi. Thấy nó rời đi, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Muốn thuần phục đối phương, đầu tiên phải nhìn thấy. Nếu như gặp mặt, tự nhiên phải có kỹ xảo. Qua tiếp cận nửa canh giờ, thánh thú này mới chậm rãi bay tới, Móng vuốt to lớn duỗi ra. Lão tổ cho mời. Đa tạ. Trương Huyền không nói thêm lời, hai người theo sát ở phía sau bay tới đằng trước. Sơn mạch trước mắt quả thực rất hoang vu, chỉ sinh trưởng một chút cây cối thưa thớt, tràn đầy gai nhọn, cỏ xanh, cây cối, thậm chí dược liệu hầu như không có. Nếu như không phải có nham thạch cùng bùn đất, sẽ hoài nghi có phải đến sa mạc hay không. Khe núi không có nước suối, không khí khô hanh quả thực không thích hợp sinh tồn. Rất nhiều thánh thú đi lại, từng cái thoạt nhìn rất đói. Giống như thiên huyền vương quốc ở danh sư đại lục, thánh thú cao cấp đi qua, ở thời gian lâu dài, chỉ sợ cũng sẽ hạ thấp tu vi, lực lượng suy yếu. Người giỏi buôn bán hơn nữa, lưu lạc đến đảo hoang hoàn toàn tách biệt với thế gian, cũng sẽ giống như giả nhân. Lão tổ ở trong đồng, ta chờ ở bên ngoài. Rất mau đi tới trước mặt một sơn động, thánh thú bất hữu cảnh đại viên mãn ngừng lại. Trương Huyền cũng không nhiều lời, cùng mặt linh cổ thánh bay vào. Còn chưa tới trước mặt, liền cảm thấy một cổ gió nóng đập vào mặt, tự hồ muốn đốt người. Bản thể của hỏa tư cổ thánh là đầu hỏa diễm cự thú, mượn dung nham lòng đất rèn luyện thân thể, lúc này mới đột phá cực hạn, xung kích đến cảnh giới cổ thánh. Bởi vậy có nó ở, nóng là không thể tránh được. Đi về phía trước một hồi, trên đầu mặt linh cổ thánh bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn là vua hồn sư, hồn thể âm hàn, sợ hãi nhất chính là loại lực lượng chí dương này, nếu không phải đạt đến cổ thánh, khẳng định còn chưa đi quá gần, hồn phách liền sẽ bị chấn trời thân thể. Lặng lẽ nhìn hội trưởng, vừa nhìn liền tràn đầy bội phục. Đối phương chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn, đối mặt loại lực lượng cực nóng này, lại giống như không có cảm giác. Đừng nói mồ hôi, hồn phách cũng cực kỳ củng cố, không có chút khuấy động nào. Nhớ tới lúc trước, độ phù hợp linh nhục đạt tới 100, liền nhịn không được nửa truyền âm tới. Hội trưởng, vu hồn của ngươi không sợ nóng. Lúc trước cũng sợ. Trương Huyền dừng lại một chút. Về sau thiên hỏa thiêu đốt, loại nhiệt lượng này đã không coi vào đâu. Thiên hỏa thiêu đốt. Ngươi. Vu hồn của ngươi dùng thiên hỏa thiêu đốt. Thân thể mặt linh của thánh trung rẩy, con mắt sắp lồi ra. Kim thân cảnh, không phải cần trải qua thiên hỏa kiếp ư chẳng lẽ ngươi không dùng thiên hỏa rèn luyện vu hồn trương huyền nghi ngờ hẳn là sự tình rất bình thường làm sao bộ dáng của đối phương như vậy kim thân cảnh đó là tu luyện giả bình thường mới trải qua vu hồn sư chúng ta bình thường đều là thay mận đổi đào sử dụng ngụy kim thân thay thế mặt linh cổ thánh nuốt ngụm nước bọt giải thích thay mận đổi đào trương huyền không hiểu là như vậy mặt linh cổ thánh giải thích cặn kẽ một lần vô hồn thuộc tính âm hàn cưỡng ép xung kích thiên hỏa kiếp mà nói rất dễ dàng bị đốt thành tro bụi bởi vậy sau khi đạt tới kiến thần bất hoại đại viên mãn bình thường sẽ đoạt xá một cường giả kim thân cảnh tới dung hợp bồi dưỡng thành ngụy kim thân người bị đoạt xá hồn phách còn giữ lại cũng không giết chết chờ thiên hỏa kiếp đến bộ thân thể này xông lên hỏa diễm tự nhiên sẽ công kích ngụy kim thân cuối cùng lại lấy hồn phách đối phương thay thế mình tương đương hoàng mỹ vượt qua kiếp số. Loại phương pháp độ kiếp này, tuy cổ quái, nhưng có thể bảo đảm vu hồn sư an toàn, là vu hồn sư nhất mạch sau khi đến dị linh tộc sáng tạo ra, còn công pháp trương huyền tu luyện, là lộ sung từ tổ địa mang về, không có phương pháp này, bởi vậy không rõ. Chúng ta đều mượn dùng thân thể cường giả dị linh tộc độ kiếp. Sợ hội trưởng hiểu lầm, mặt linh cổ thánh giải thích. Độ kiếp như vậy, tuy nguy hiểm nhỏ rất nhiều, nhưng chỉ có kiến thần bất hoại cảnh, liền đi đoạt xá kim thân cảnh, cũng cực kỳ nguy hiểm. Như vậy đi, ta truyền thụ cho ngươi một bộ phương pháp, về sau vu hồn sư dựa theo phương thức này tu luyện, không chỉ không e ngại hỏa diễm, lôi đình, còn có thể thản nhiên đối mặt. Trương Huyền dừng lại một chút, ngón tay điểm qua, truyền lại một bộ công pháp. Đúng là vu hồn chi thuật được hắn sửa đổi, cũng chính là lộ sung hiện tại tu luyện. Thân là vu hồn sư công hội hội trưởng, cái nghề nghiệp này Lại vì nhân tộc lập vô số công lao Truyền thụ cho hắn cũng không có gì Công pháp Mặt linh của thánh vốn không để ý lắm Khi thấy rõ trong đầu nhiều ra pháp quyết Thân thể chấn động mạnh một cái Đạo tâm có chút không ổn định Thân là cổ thánh Nghiên cứu vô hồn cả một đời Nhãn lực tự nhiên không cần nghi ngờ Hội trưởng truyền thụ cho bộ công pháp này Bác đại tinh thâm Thật muốn dựa theo tu luyện Vô hồn thậm chí có thể thoát ly ngũ suy Chân chính làm được bất hủ bất diệt. Sau khi xem xong, hắn cũng sinh ra một loại cảm giác muốn hủy diệt tu vi bản thân, tu luyện lại từ đầu. Ngươi tu luyện lại từ đầu không còn kịp rồi, có điều nhằm vào công pháp thiếu hụt của ngươi, ta làm ra điều chỉnh, đây là đưa cho ngươi. Dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, Trương Huyền khẽ điểm tới, truyền lại một bộ pháp quyết. Xem xong nội dung, mặt linh cổ thánh kích động run rẩy. Đối phương giống như biết thân thể của hắn thiếu hụt ở nơi nào đưa cho ý kiến đều thẳng vào chỗ yếu hại để hắn không cách nào phản bác có thể đoán được dựa theo cái này tu luyện thiếu hụt trong cơ thể hắn sẽ trở nên hoàn mỹ vô khuyết xung kích tích huyết trùng sinh đỉnh phong trở nên dễ như trở bàn tay chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn nhưng có thể liếc mắt nhìn ra thiếu hụt cùng sơ hở trên người ta hơn nữa sáng chế phương pháp trị tận gốc cái này cái này lần nữa nhìn về phía thanh niên mặt linh cổ thánh không biết nên nói cái gì lúc trước liền biết vị hội trưởng này rất nghịch thiên, không nghĩ tới nghịch thiên như vậy. Đã vượt ra khỏi tất cả mong đợi trong lòng. Thời điểm đang rung động, một thanh âm nổ vang bên tai. Mặt linh của thánh, sự tình ngươi nói là thật. Vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một thánh thú huyền phù ở trên không dung nham, toàn thân màu vàng kim, mang theo vết trạng tựa như dung nham, thân dài hơn 10 mét, tảng mát ra uy áp to lớn, thực lực chân chính so với thần linh hoàng thời kỳ toàn thịnh cũng không hề yếu khó trách có thể thống lĩnh một tộc khiêu chiến thần dung hoàng mặt linh gặp qua hỏa tư cổ thánh biết tên này mạnh mẽ mặt linh cổ thánh không dám kiêu ngạo công quyền không người thái độ cung kính chuyện này là hội trưởng chúng ta nói ta lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó hội trưởng rốt cuộc muốn làm thế nào hắn cũng không rõ ràng muốn nói lúc trước còn hoài nghi giờ phút này vừa mới nhìn qua pháp quyết đối phương truyền thụ trong lòng lại có vẻ mong đợi có lẽ vị này thật có thể thuần phục đối phương. Nếu thực như thế, vu hồn nhất mạch ở dị linh tộc sẽ nắm giữ quyền hành càng lớn, coi như trở mặt với ba đại hoàng giả cũng không cần sợ hãi. Dị linh tộc không có quy tắc, nhìn chính là thực lực. Thực lực mạnh, chính là vương. Hội trưởng Một tiểu hoa nhi chỉ có tu vi bất hữu cảnh. Hỏa tư cổ thánh quay đầu lại, liếc mắt nhìn Trương Huyền cười lạnh. Vu hồn sư các ngươi, không phải ngay cả khổng sư cũng không phục rất cuồng ngạo ư lúc nào nhận kẻ như vậy làm hội trưởng hỏa tư cổ thánh ngươi có thể làm nhục ta nhưng làm nhục hội trưởng của chúng ta chẳng khác nào đối nghịch vu hồn sư công hội chúng ta mặt linh cổ thánh sầm mặt lại ồ thật là hội trưởng của các ngươi thấy hắn tức giận hỏa tư cổ thánh sửng sốt một chút lần nữa nhìn về phía trương huyền thấy thế nào cũng bình thường không có gì lạ không có bất kỳ đặc thù gì có điều không hổ là vương giả một chủng tộc, vẫn áp chế được nội tâm nghi ngờ, mở miệng hỏi thăm. Sự tình của ba đại hoàng giả, ta nghe nói qua, nhưng bọn hắn từng cái tâm cơ rất sâu, ta cùng thần dung hoàng giao thủ qua, biết thủ đoạn của tên này, tuyệt không có khả năng bị giết như thế. Hơn nữa dị linh tộc cũng không chỉ có ba vị hoàng giả, coi như chết hết, cũng còn có rất nhiều vương giả, chúng ta thật muốn đi qua, làm không cẩn thận sẽ gặp phải tàn sát mặt linh cổ thánh đã lấy ngươi cầm đầu vậy ngươi nói một chút làm sao để thánh thú nhất tộc chúng ta quay về rất đơn giản trương huyền mỉm cười ngươi làm thú sủng của ta là được ầm uhm. sơn động đung đưa dung nham tựa như sôi trào không ngừng cuồn cuộn hai mắt hỏa tư cổ thánh hiếp lại trong thanh âm mang theo lực lượng nghiền nát thế giới ngươi lặp lại lần nữa ngươi muốn làm gì mặt linh cổ thánh vội vàng đi về phía trước hội trưởng trực tiếp như vậy, hắn cũng bất ngờ, có điều đã lấy đối phương cầm đầu, thì đối phương làm cái gì, nói cái gì, cũng sẽ không lui về phía sau. Đã sớm nghe nói qua vu hồn sư các ngươi ngạo mạn năm đó không phục khổng sư, vì vậy dẫn đến danh sư đường đồ sát toàn tộc, cuối cùng chạy trốn tới nơi này. Vốn cho rằng là truyền thuyết, hiện tại xem ra hẳn là thật. Hỏa tư cổ thánh tiến về phía trước một bước, sóng nhiệt bốn phía khoái động, lần nữa cười lạnh, hơi nóng trên người muốn lôi kéo không gian thành mảnh vỡ. Làm lão tổ mấy ngàn năm, còn là lần đầu tiên có người dám chạy tới, nói muốn thu nó làm thú sủng, lúc trước thần Dung Hoàng cũng không dám nói như vậy, một bất hủ cảnh, lá gan thật là lớn. Không dạy dỗ một hồi, mặt mũi ở đâu? Vu hồn sư chúng ta làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi xen vào. Mặt linh cổ thánh hừ lạnh. Vậy sao? Đầu lâu to lớn nhìn lại, một đạo hỏa quan trút xuống, đồng tử của mặt linh cổ thánh co rụt lại, hai tay nâng lên. Bành. Hỏa diễm cùng bàn tay đối đầu, dưới chân mặt linh cổ thánh xuất hiện một cái hố sâu to lớn, lui về sau mấy chục bước. Không nghĩ tới tên này nói ra tay liền ra tay, không có chút dấu hiệu nào, mặt linh cổ thánh tức sắp nổ tung, thân thể chợt lóe, liền vọt lên, người ở giữa không trung lực lượng đã cuộn trào, trong sơn động, nhất thời âm phong vù vù, như muốn kết lên hàng băng. Vu hồn sư sợ lửa, nhưng học được pháp quyết do hội trưởng chỉ điểm, loại cảm giác áp bách này đã biến mất, chân chính đối chiến cũng chưa chắc thất bại. Vẫn là ta tới đi. Còn chưa tới trước mặt, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, mặt linh cổ thánh ngừng lại, nhìn về phía quái vật khổng lồ cách đó không xa, vẻ mặt cảnh giác. Phần Phật Trương Huyền đi tới trước mặt dung nham, nhìn về phía hỏa tư cổ thánh huyền phù ở trên không. Như vậy đi, người ta đánh cược được không? hỏa tư cổ thánh cũng không trả lời chỉ nhìn chằm chằm hắn mặt linh cổ thánh nó chưa thấy lại nghe nói qua thực lực mạnh mẽ cực kỳ cao ngạo nhưng giờ phút này trung thành nghe theo vị này dặn dò khẳng định có thủ đoạn hơn người ta cá cược rất đơn giản ta cùng ngươi chiến đấu ngươi thua thần phục ta làm thú sủng của ta ngươi thắng ta mang thần dung hoàng tới để hắn tự mình đồng ý điều kiện có lợi với thánh thú các ngươi trương huyền cười nhạt như thế nào? Chẳng lẽ thực lực như ta, ngươi cũng không dám nên chiến? Hừ. Hỏa tư cổ thánh hừ lạnh, móng vuốt to lớn lăng không đập tới. Vậy để ta lĩnh giáo một chút, thủ đoạn chân chính của Vu hồn sư hội trưởng. Ầm. Uhm. Không gian ở dưới móng vuốt vỡ vụn ra, lực lượng giống như thực chất, phong tỏa vị trí của Trương Huyền. Mặt Linh cổ thánh siết chặt nắm đấm, vẻ mặt lo lắng. Quy lực chiêu này của đối phương xem như hắn cũng khó mà chống lại chẳng lẽ vị hỏa tư cổ thánh này mấy ngàn năm không thấy tu vi lần nữa tăng lên là mượn địa lợi sau khi hết khiếp sợ rất nhanh liền hiểu được cũng không phải thực lực của đối phương tăng bao nhiêu tu vi đạt tới cảnh giới như bọn hắn dù là một tia đột phá cũng rất khó sở dĩ thoạt nhìn mạnh mẽ chủ yếu là bởi vì đối phương mượn lực lượng dung nham trong sơn động để ưu thế của hỏa diễm tự thú phát huy càng thêm tốt có thể nói đối phương nằm ở trong loại trạng thái này hắn đã không phải là đối thủ nhiều nhất có thể chạy trốn hắn cũng khó chiến thắng hội trưởng thì sao vội vàng nhìn lại ngay sau đó nhìn thấy hội trưởng nhẹ nhàng cười một tiếng bàn tay rung lên trường thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay chỉ thấy đối phương dẫm lên dung nham bay tới trường thương rung lên nhân thương hợp nhất tự như trong nháy mắt biến thành một cự long vọt về phía móng vuốt ầm uhm. Rồng ở trên không trung phát ra một tiếng kêu to, toàn bộ sơn động xuất hiện vết rách, vô số đá vụn từ bên trên bay xuống. Đây là Thiên Long Bát Âm. Mặt linh cổ thánh dạy ra. Thanh âm này, chỉ thấy qua ở trong thư tịch, nghe nói là chân long có thể phát ra, vô số sinh linh không chịu nổi một tiếng, sẽ bị chấn vỡ tâm trí, trở nên điên điên khùng khùng. Long cốt thần thương không phải mới vừa đột phá ư. Hơn nữa huyết mạch không thuần. Làm sao lại phát ra loại thanh âm này? Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Trong lòng của hắn rung động, hỏa tư cổ thánh dường như cũng không dám tin tưởng, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên. Dù nó không có huyết mạch long tộc, thiên long bát âm không có áp bức trên bản chất, nhưng loại thanh âm này từ trên người một con rồng phát ra, vạn thú chi hoàng mang tới chấn nhiếp, vẫn để tâm thần xuất hiện vết rách, không dám ngăn cản. Phần phật vừa mới lui về phía sau liền thấy cái đuôi to lớn của hắc long khoái động dung nham phía dưới quay cuồng như cơn lốc cuốn lên tạo thành mấy chục hỏa long nó quay đầu lúc này mới thấy rõ cũng không phải là lực lượng hắc long mà là thanh niên đứng tại chỗ trường thương trong tay xoay tròn dung nham ở dưới thân thương nhanh chóng khoái động từng cự long nhanh chóng vọt tới đây là địa phương của ta dùng đồ vật của ta đối phó ta ngươi nghĩ quá đơn giản không nghĩ tới chiến trường chính của mình bị đối phương mượn dùng, hơn nữa phát huy ra sức chiến đấu cường đại như thế, cái mũi của hỏa tư cổ thánh phun ra một đám lửa, hai chân nâng lên, bước ra một bước. Ông Một đạo gợn sóng màu vàng kim nhộn nhạo lan ra, vô số dung nham cự long vừa tiếp xúc, lập tức nứt ra, lần nữa hóa thành dọc lửa rơi xuống phía dưới. Nơi này nó ở mấy ngàn năm, địa hỏa dung nham bên trong đều là bản thân thiên truy bách luyện, tuy trong thời gian ngắn nghe theo đối phương chỉ huy, nhưng chỉ cần nguyện ý, vẫn có thể tùy tiện khống chế. Vậy sao? Trương Huyền thu thương mà đứng, mỉm cười, cũng không bởi vì đối phương lần nữa khống chế dung nham mà cảm thấy chán nản, ngược lại mang theo tự tin nồng đậm. Hỏa Tư cổ thánh lần nữa nhìn qua, trong mắt không còn coi thường như lúc trước. Có thể trở thành Vu hồn sư hội trưởng, quả nhiên không đơn giản. Bất quá, thực lực của ngươi quả thực chỉ có bất hủ cảnh đại viên mãn sở dĩ có thể phát huy ra sức chiến đấu cường đại như thế là bởi vì thanh trường thương kia vừa giao thủ nó liền nhìn ra cái gọi là hội trưởng kia thực lực chân thật cũng không mạnh có thể cùng hắn chiến đấu chủ yếu bởi vì thanh thương kia không sai trương huyền cũng không phủ nhận vũ khí không có chủ nhân không phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất ngươi có thể thi triển ra tuyệt chiêu lợi hại như vậy để cho ta cũng suýt chút nữa rơi vào chật vật quả thực rất tinh mắt cùng kinh nghiệm chiến đấu thâm hậu thấy hắn thừa nhận hỏa tư cổ thánh thỏa mãn gật đầu sau đó khẽ nói bất quá chỉ như thế muốn thắng ta vẫn là nghĩ quá đơn giản tiếng nói kết thúc dung nham phía dưới lần nữa sôi trào từ dưới đất không ngừng dâng lên tựa như thủy triều không chỉ như vậy trên sơn động cũng có vô số hỏa diễm rơi xuống từng mảnh từng mảnh đốt không gian bốn phía thành địa ngục liệt diễm mặt linh cổ thánh liên tiếp lui về phía sau tuy đạt được công pháp của hội trưởng để năng lực phòng ngự hỏa diễm tăng lên một ít nhưng biển lửa đầy trời kia vẫn không đỡ được may mắn thân thể vẫn còn hồn thể đi ra mà nói chỉ sợ đã bị thương hội trưởng không có sao chứ trên mặt không ngừng biến ảo tràn đầy lo lắng ngay sau đó nghe được tiếng cười to vang lên chỉ thấy thân ảnh của hội trưởng yên tĩnh huyền phù ở trên không chẳng những không có né tránh ngược lại hít sâu một hơi đến hay lắm. Phần Phật Kèm theo thanh âm, một cổ hấp lực to lớn từ trên người hắn lan ra, tựa như cá voi hút nước, ngân hà đổ ngược, lửa cháy ngập trời lao về phía hắn. Mà thân thể hắn bỗng nhiên tăng vọt, cũng đạt tới cao hơn 10 mét, dưới chân dẫm lên dung nham, toàn thân đỏ thẫm, tựa như một hỏa diễm cự nhân to lớn. Ngươi Hỏa tư cổ thánh hiển nhiên cũng không nghĩ tới hắn cường đại như thế, sửng sốt một chút, đang muốn thi triển tuyệt chiêu, liền thấy hỏa diễm tràn vào trong cơ thể thanh niên bay ngược ra. Hừng hực. Hỏa diễm màu đỏ thấm từ trong cơ thể hắn dân trào ra, gặp phải không khí kịch liệt thiêu đốt, rất nhanh nhiệt độ càng ngày càng cao, trở nên đen thui, dần dần tạo thành màu mực. Là. Chí tôn thiên hỏa. Cảm nhận được nhiệt độ của hắc hỏa, da đầu hỏa tư cổ thánh nổ tung, thân thể to lớn kìm lòng không được lui về phía sau. Thân là hỏa diễm cự thú, lấy lửa mà sống, thiên hỏa kiếp tự nhiên trải qua, đối với những tu luyện giả khác là cực kỳ kinh khủng, nhưng đối với nó mà nói chỉ thường thôi. Nhưng những thiên hỏa kia chỉ là thiên hỏa bình thường, còn loại trí tôn thiên hỏa này, coi như hỏa diễm cự thú cũng không chống lại được. Xì 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 xì. Lông tóc toàn thân chạm đến thoáng cái, giống như bị thiêu đốt, phát ra mùi vị cháy khét, hỏa tư cổ thánh lần nữa lui về phía sau. Đối mặt chiêu này, nó sợ hãi vốn cho rằng đối phương là vua hồn sư thiên tính âm hàn sợ hãi lực lượng thuần dương mượn hỏa diễm tùy tiện có thể gây khó dễ nằm mơ cũng không ngờ tới bản thân am hiểu nhất hỏa diễm đi vào trong cơ thể đối phương vậy mà tạo thành đồ vật đáng sợ như vậy chí tôn thiên hỏa không gì không thiêu cháy cho dù thân là cường giả tích huyết trùng sinh cũng không dám trực tiếp đối mặt ngươi không nói điểm ấy thủ đoạn đối phó ngươi quá đơn giản ư vậy cũng chớ lui Thấy nó lập tức liền muốn kề đến sơn động vách đá, Trương Huyền lần nữa cười một tiếng, trường thương trong tay phá không mà đi. Ô ô! Hắc Long gào thét, hắc hỏa đầy trời ở dưới nó khoái động không ngừng cuồn cuộn, giống như mây đen áp thành. Lúc này mặt Linh cổ thánh đã chạy trốn tới bên ngoài sơn động. Hỏa diễm bình thường hắn cũng không chịu nổi, huống chi là chí tôn thiên hỏa. Dùng hỏa diễm mà hỏa tư cổ thánh am hiểu nhất, ép đối phương sắp phát điên, Hội trưởng đến cùng làm sao làm được? Thật ra thì trương huyền vốn cũng không nghĩ tới có thể như vậy, nhưng đối phương thi triển ra hỏa diễm, thân thể cùng linh hồn trải qua trí tôn thiên hỏa rèn luyện đột nhiên rung rẩy lên, tựa hồ cực kỳ khát vọng với những cái này. Ngay sau đó hút hỏa diễm vào trong cơ thể, phối hợp thêm thiên đạo chân khí, vậy mà trực tiếp diễn biến thành trí tôn thiên hỏa. Nếu như đối phương thi triển là hỏa diễm bình thường, thiên đạo chân khí chính là khí oxy, sau khi gia trì lập tức sôi trào bộc phát ra nhiệt lượng cao hơn. Thình thịch thình thịch bành. Bị ngọn lửa màu đen gắt gao đè ở trên vách tường, lông tóc toàn thân hỏa tư cổ thánh bị đốt trụi, máu tươi cũng dần dần bốc hơi, có nhiều chỗ lộ ra xương cốt kim sắc. Xem ra chỉ cần tiếp tục nữa, thánh thú lão tổ một đời dùng lửa vi tôn, sẽ bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Thần phục hay không? Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lại. Trừ khi giết ta. Hỏa tư cổ thánh cắn răng thân là thánh thú lão tổ cường giả tích huyết trùng sinh nắm giữ kiêu ngạo thuộc về mình thật muốn thần phục một bất hủ cảnh đại viên mãn về sau còn có mặt mũi nào thống lĩnh tộc nhân an tâm làm thú nói như vậy ngươi là không thực hiện cá cược trương huyền nhìn qua cá cược là ngươi nói ta không có đồng ý thân thể hỏa tư của thánh run rẩy mới vừa rồi đối phương nói cá cược nhưng nó không có đồng ý liền bắt đầu động thủ nói cách khác cái gọi đánh cược không tính là gì ngươi thật muốn chết trường thương liên tục công kích thiên hỏa thiêu đốt thương thế của hỏa tư cổ thánh càng ngày càng nặng lại không có ý tứ thần phục trương huyền nhíu mày đánh thuần thú pháp của hắn không chỉ bởi vì thực lực vượt qua thánh thú càng quan trọng hơn là thiên đạo chân khí đối với chúng có tác dụng tẩm bổ có thể cải thiện huyết mạch để hắn tăng lên cấp bậc cũng chính là đại bổng thêm mức táo Bây giờ muốn thuần phục cổ thánh, dựa vào long quốc thần thương cùng thiên hỏa, quả thực đối phương khó mà chống lại, nhưng hiệu quả của Thiên đạo chân khí hầu như không còn. Không còn cái này, chỉ bằng vào uy hiếp, hiệu quả liền yếu đi rất nhiều. Huống chi đối phương là thánh thú lão tổ, sớm đã quen tự do, thà chết cũng không nguyện ý trở thành phụ thuộc nhân loại. Động thủ đi. Bất quá bọn đồ tử đồ tôn của ta không đắc tội ngươi, ngươi đường đường Vu hồn sư công hội hội trưởng cường giả có sức chiến đấu của cổ thánh, chắc hẳn sẽ không bỏ xuống mặt mũi đối phó bọn chúng. Hỏa tư cổ thánh cắn răng. Tài nghệ không bằng người, chết thì chết, nhưng rất nhiều đồ tử đồ tôn ở phía ngoài là tương lai của thánh thú nhất tộc, nếu như tên này trắng trợn sát lục, thật sự không có người có thể chống lại. Bất quá cổ thánh đối phó cổ thánh, tu luyện giả bình thường đối phó tu luyện giả bình thường, chắc hẳn vị này không đến mức bỏ đi mặt mũi, đi làm loại chuyện vô sĩ như vậy đồ tử đồ tôn không nghe lời này còn tốt nghe nói như thế ánh mắt trương huyền đột nhiên sáng lên nói ta không phải cổ thánh chỉ là bất hủ cảnh đại viên mãn không có quá nhiều mặt mũi ngươi cần phải nghĩ kỹ thần phục ta ta có thể mang thánh thú nhất tộc các ngươi rời đi nơi này thoát ly khốn cảnh không đồng ý ngươi chết coi như ta không động thủ thánh thú nhất tộc cũng khó tránh khỏi gặp phải linh tộc vây công chết sống có số giàu có nhờ trời Ta có thể bảo vệ bọn chúng nhất thời, không bảo vệ được bọn chúng vĩnh viễn. Nếu quả thật như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Hỏa Tư cổ thánh cắn răng. Nhìn thái độ đối phương kiên quyết, căn bản không có khả năng thần phục, Trương Huyền cau mày, một lát sau như nhớ tới cái gì, con mắt đột nhiên sáng lên, mỉm cười. Ngươi không thần phục ta, là bởi vì phía sau ngươi có một chủng tộc, ngươi là lão tổ của bọn họ, không có khả năng trở thành thú sủng của người khác nhưng nếu như tộc nhân của ngươi đều nguyện ý để ngươi làm sủng vật của ta thì sao tộc nhân của ta từng cái cao ngạo chính mình cũng sẽ không thần phục người để cho bọn họ đồng ý ta thần phục nằm mơ không nghĩ tới đối phương nói như vậy hỏa tư cổ thánh chẳng thèm ngó tới đầu óc không có hỏng a à, tộc nhân của mình coi như ngu nữa cũng không có khả năng đồng ý lão tổ trở thành thú sủng thật muốn như vậy tôn nghiêm ở đâu cái này chưa chắc nhẹ nhàng cười một tiếng bàn tay trương huyền rung lên long cốt thần thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay quay đầu dặn dò mặt linh cổ thánh ngươi ở đây bảo vệ hỏa tư đừng để nó rời đi ta ra ngoài một chuyến chẳng mấy chốc sẽ trở về nói xong thân thể nhảy lên biến mất tại nguyên chỗ ngươi muốn làm gì thấy hắn lao ra trong lòng hỏa tư cổ thánh toát lên dự cảm bất tường muốn ngăn cản nhưng cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh áp bức tới Đổi lại bình thường, loại lực lượng này, tùy tiện liền có thể hóa giải, thậm chí cho đối phương đầy đủ đau khổ, nhưng bây giờ thân bị trọng thương, muốn đối kháng nhưng một chút lực lượng cũng không thi triển ra được. Mặt linh cổ thánh, chờ ta khôi phục, nhất định giết ngươi. Mắt nổ đom đóm, hỏa tư cổ thánh gào thét. Có thể khôi phục rồi nói sao? Không thèm để ý đối phương, lực lượng của mặt linh cổ thánh nghiền ép tới, đóng hắn ở trên tường. Trống trống ô ô. Hai người giằng co, bên ngoài sơn động vang lên thú minh liên tiếp, dường như sau khi vị hội trưởng kia lao ra, liền trắng trợn tàn sát. Không được. Nghe được những tiếng kêu thảm này, hỏa tư cổ thánh không ngừng run rẩy. Ngươi nắm giữ sức chiến đấu cổ thánh, đối phó một đám thánh thú kém xa ngươi, tôn nghiêm ở đâu. Thanh âm truyền ra sơn động, truyền bá thật lâu. Bất quá vị hội trưởng kia hình như không nghe thấy, Tiếng kêu thảm của bọn đồ tử đồ tôn vẫn không dứt bên tai. Mặt Linh, người ta đều là cổ thánh, dù chưa gặp mặt qua, lại nghe tên đã lâu, tính tình của người ta biết một ít, làm người cương nghị, cương trực công chính. Hiện tại hội trưởng của các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, đối phó những đồ tử đồ tôn kia của ta, chẳng lẽ ngươi muốn trợ trụ vi ngược? Không trốn thoát được, hô cũng không nghe, hỏa tư cổ thánh tràn đầy gấp gáp nhìn về phía vu hồn sư đang trấn áp hắn. Cái này. Khuôn mặt của mặt Linh cổ thánh xấu hổ. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới hội trưởng sẽ trực tiếp lao ra, đối phó những thánh thú bình thường kia. Binh đối binh, tướng đối tướng, người một người có thân phận như vậy, đi đối phó một đám tiểu lâu la. Quả thực có chút mất mặt. Bất quá đối phương là hội trưởng, bất luận làm chuyện gì, cấp dưới chỉ có thể vân mệnh. Tuy lòng đầy nghi hoặc, nhưng không thể nói nhiều. Thật xin lỗi, ta chỉ là vân mệnh làm việc. Mặt linh cổ thánh lắc đầu, lần nữa thi triển lực lượng, áp chế đối phương lại. Ngươi! Hỏa tư cổ thánh tức đến run rẩy. Nếu như hôm nay ta không chết, nhất định giết vua hồn sư nhất tộc các ngươi. Nó là thật tức giận. Siêu cấp cường giả ngay cả nó cũng không chiến thắng được, chạy tới đối phó những vãn bối cách cổ thánh không biết bao xa kia. Quả thực không biết xấu hổ đến cực hạn. Không biết gầm thét bao lâu, chỉ thấy Trương Huyền lần nữa bay trở về, vẻ mặt ung dung. Giết tộc nhân của ta, diệt căn cơ của ta, hoặc là hiện tại ngươi giết ta, nếu không chờ ta khôi phục, nhất định diệt ngươi cửu tộc. Nghe bên ngoài không còn thanh âm, trong lòng hỏa tư cổ thánh lạnh hơn một nửa, cắn răng nhìn qua, hận ý trong mắt như muốn bao phủ thiên địa. Giết tộc nhân của ngươi. Thấy tên này tức giận như thế, Trương Huyền sửng sốt một chút, sau đó cười khổ lắc đầu. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta là người yêu quý hòa bình, dịu dàng hiền lành làm sao lại chém chém giết giết mặt linh cổ thánh buông hắn ra để hắn đi ra xem một chút cái này mặt linh cổ thánh dừng lại một chút nhưng vẫn thu lực lượng phần phật hỏa tư cổ thánh lắc lư một cái từ trên vách tường rơi xuống vội vàng đứng dậy nhanh chóng xông ra ngoài động hai người trương huyền theo sát bên ngoài sơn động ánh sáng huyết nguyệt có chút chói mắt hỏa tư cổ thánh vội vàng nhìn lại chỉ thấy rất nhiều đồ tử đồ tôn cũng không tử vong, ngược lại tập hợp chung một chỗ, từng cái hùng dũng hoai vệ, khí phách hiên ngang, trong hai mắt đỏ như máu mang theo hưng phấn. Thực lực của các ngươi Thân thể hỏa tư của thánh cứng đờ Ngày ngày cùng những đồ tử đồ tôn này chung một chỗ, đối với thực lực của bọn chúng biết rất rõ ràng, sau khi bị bức ép đến nơi này, linh khí mỏng manh, có thể duy trì tu vi là tốt lắm rồi, hầu như tất cả thánh thú đều mất đi khả năng tấn thăng mà bây giờ, mấy vạn thánh thú, vậy mà đều có tinh tiến, thực lực tổng hợp tăng một đoạn dài. Đặc biệt là những người hắn coi trọng nhất, không chỉ đột phá, càng có lĩnh ngộ mới, tựa như lúc nào cũng sẽ lần nữa xung kích cảnh giới cao hơn. Hơn nữa những người này, không còn bộ dạng xanh sao vàng vọt như lúc trước, từng cái thần thái sung mãn, hùng tráng mạnh mẽ. Ngắn ngủi một hồi không gặp, cho nó một loại cảm giác dường như đã cách mấy đời. Bái kiến lão tổ rất nhiều thánh thú đồng thời quỳ gối các ngươi bờ môi run rẩy muốn nói gì lại nói không ra bẩm báo lão tổ chủ nhân nhân nghĩa chúng ta đã nhận hắn làm chủ xin lão tổ nhanh làm ra quyết định thánh thú lúc trước dẫn trương huyền vào sơn động quỳ mọc xuống đất nhận chủ hỏa tư cổ thánh không kịp phản ứng toàn bộ các ngươi nhận hắn làm chủ vâng chúng thú đồng thời gật đầu lần nữa quỳ gối bái kiến chủ nhân từng vẻ mặt trương huyền thỏa mãn quay đầu nhìn lại thế nào hiện tại tộc nhân của ngươi đều đã nhận ta làm chủ hơn nữa đều cổ vũ ngươi nhận ta làm chủ không có gì có thể do dự a à. mong lão tổ đừng do dự rất nhiều thánh thú trong mắt lóng lánh hưng phấn các ngươi hỏa tư cổ thánh lui về phía sau mấy bước da đầu giống như muốn nổ tung nằm mơ cũng không dám tin tưởng nhìn thấy cảnh tượng là thật. Những người này đều là hậu bối tinh nhuệ nhất của nó, năm đó cùng thần dung hoàng huyên náo hung tàn như vậy, giết đến trời đất mù mịt cũng không khuất phục. Bây giờ lại đồng loạt thần phục một vua hồn sư. Không chỉ nó, ngay cả mặt linh cổ thánh cũng như vậy. Hội trưởng lao ra, đi đi về về tổng cộng bao lâu? 10 phút? 20 phút? Thuần phục mấy vạn con thánh thú, phung lương thực cho gà ăn cũng không nhanh như vậy a à. đã sớm biết hội trưởng sắp đặt trận pháp rất nhanh làm sao cũng không nghĩ đến thuần thú càng nhanh lão tổ nhận chủ nhân chúng ta có thể nhanh chóng tăng thực lực lên tuyệt đối không nên do dự chủng tộc hưng suy ở một ý niệm của ngươi tuyệt đối không nên phụ ý tốt của chủ nhân có chủ nhân dẫn dắt chúng ta nhất định có thể quét sỉ nhục trước kia thánh thú nhất tộc càng thêm lớn mạnh rất nhiều thánh thú, đồng thời rống lên. Hỏa tư cổ thánh nói không ra lời. Lúc trước còn cảm thấy bọn hậu bối của mình rất có cốt khí, sẽ không khuất phục, làm sao cũng không nghĩ đến, nhanh như vậy liền làm phản rồi. Ngày hôm nay không đồng ý, nhìn bộ dạng những người này, khẳng định sẽ ép bản thân đi vào khuôn khổ. Ngươi thủ vững tôn nghiêm của mình, đơn giản là muốn dựng nên tấm gương cho những hậu bối này, để bọn chúng nắm giữ tương lai tốt hơn hiện tại ta có thể làm được nhận ta làm chủ ta chính là chủ nhân của các ngươi đương nhiên sẽ không bạc đãi thấy nó do dự trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng cong ngón tay búng một cái ta cũng không cưỡng bách ngươi nơi này có một bộ công pháp không chỉ có thể để ngươi khôi phục như lúc ban đầu còn có thể để ngươi không cần một mực mượn hỏa diễm liền có thể phát huy ra sức chiến đấu siêu cường hỏa tư cổ thánh còn không có phản ứng lại cảm thấy trong đầu chấn động một bộ công pháp truyền vào cái này liếc mắt nhìn thân thể không tự chủ được run rẩy vị thánh thú lão tổ này kích động đến nói không ra lời đối phương truyền đến bộ công pháp này không chỉ chỉ ra chỗ nhầm lẫn trong tu luyện còn có bổ sung nhầm vào dùng cái này tu luyện coi như không cần dung nham cũng có thể ung dung xung kích của thánh tứ trọng thậm chí cao hơn bộ công pháp này quả thực chính là vì hắn làm ra cố gắng tu luyện khôi phục thương thế tu vi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh trong đầu suy nghĩ một lần, giờ mới hiểu được, vị thanh niên trước mắt này mạnh mẽ, không có quá nhiều dừng lại, thân thể khổng lồ nhẹ nhàng vụt qua, sau đó nằm rạp trên mặt đất, một dọc tinh huyết thẳng tắp bay về phía mi tâm đối phương. Hỏa tư. Bái kiến chủ nhân. Muốn nói lúc trước còn có do dự, nhìn thấy bộ công pháp này, biết đối phương tuổi tuy nhỏ, tu vi cũng không cao, lại có thể tùy tiện làm chủ nhân, theo sau lưng, nhất định càng đi càng xa. Luyện hóa huyết dịch Trương Huyền thở vào nhẹ nhõm. Xem ra lần này không uổng công, một cổ thánh tích huyết trùng sinh, thêm vào nhiều thú sủng như vậy, gặp lại thần linh hoàng cũng có năng lực tự vệ chân chính. Trên không, vài bóng người xé rách không gian, nhanh chóng tiến lên. Cầm đầu chính là thần dung hoàng lúc trước cùng Trương Huyền tách ra và bạc huân cổ thánh có thể thi triển lực lượng nguyên từ. Bốn người đi theo phía sau, đều là cổ thánh nhị trọng. Tuy thực lực không bằng hai người, nhưng tinh khí nội liễm thuộc về một trong mấy cường giả cao nhất đại lục đúng là cổ thánh mà bọn họ trong khoảng thời gian này lôi kéo đến dung hoàng bệ hạ bây giờ chúng ta đi nơi nào thấy không gian trước mắt không ngừng nát vụn thân ảnh nhanh chóng bay về phía trước một vị cổ thánh nhịn không được mở miệng hỏi hỏa vũ chiến trường dừng lại một chút thần dung hoàng nói hỏa vũ chiến trường nơi đó vắng vẻ như vậy hẳn không có cổ thánh nào a à? Cổ thánh tra hỏi sững sờ. Ta nhớ được, thánh thú nhất tộc hỏa tư cổ thánh cư trú trong đó. Lại một vị cổ thánh nhớ tới cái gì, nhìn không được nói. Hỏa tư. Nghe được cái tên này, mấy người còn lại đồng thời rụt cổ một cái, đồng loạt nhìn về phía thần dung hoàng. Vị này cùng hỏa tư cổ thánh mâu thuẫn, toàn bộ đại lục có thể nói không ai không biết, hiện tại chạy tới tìm đối phương, không phải muốn chết sao. Hỏa tư cổ thánh cùng ta có mâu thuẫn, nhưng thực lực của hắn không thể nghi ngờ, muốn vạch trần hành vi phạm tội của Linh Hoàng, Tinh Hoàng, hắn ắt không thể thiếu. Nhìn ra ý nghĩ của mọi người, thần Dung Hoàng giải thích. Đã lôi kéo được đối phương, chẳng khác nào mặt trận thống nhất, không có gì có thể giấu giếm. Thế nhưng lúc trước ngươi cùng hắn huyên náo cương như vậy. Lại cương cũng hết cách rồi, chỉ có thể được ăn cả ngã về không? Thần Dung Hoàng lắc đầu. Bỏ qua tôn nghiêm, đi tìm trợ thủ, hắn cũng không muốn nhưng đây là không còn cách nào không còn lựa chọn khác trương huyền tiền bối không phải nói sau khi hắn tìm được long huyết sẽ nghĩ biện pháp thuần phục hỏa tư cổ thánh ư chẳng lẽ không chờ hắn bạc huân cổ thánh nhìn lại thuần phục thần dung hoàng cười khổ lắc đầu ngươi cho rằng hỏa tư có thể cam tâm làm thú sủng bạc huân cổ thánh nói không ra lời thánh thú khác hắn nói không chừng nhưng hỏa tư cổ thánh thánh thú nhất tộc lão tổ năm đó thần dung hoàng sử dụng đủ loại thủ đoạn cũng không chịu uy hiếp thà rằng đi tới chỗ linh khí mỏng manh cũng không thần phục đủ thấy kiên quyết kiên quyết như vậy sao có khả năng thần phục một tiểu nhân vật ngay cả cổ thánh cũng chưa tới thiếu gia chưa thấy qua hỏa tư không biết tính tình của nó nói như vậy không gì đáng trách mà chúng ta biết rất rõ ràng thuần phục tuyệt đối là không thể nào thần dung hoàng than thở một tiếng đã như vậy chờ một ước định không có khả năng hoàn thành còn có thể chọc giận hắn còn không bằng trước đi qua một chuyến tìm đối phương cố gắng nói chuyện năm đó là ta ép hắn đi xa hiện tại cũng chỉ có ta mới có thể để cho hắn quay về chỉ mong như vậy bạc huân cổ thánh gật đầu không hổ là dị linh tộc đệ nhất hoàng giả suy nghĩ kín đáo hắn là kẻ cầm đầu bức bách hỏa tư cổ thánh tự mình ra mặt quả thực vượt qua bất luận người nào đến trong tiếng nghị luận mấy đại cổ thánh đi tới lân cận hỏa vũ chiến trường trước mắt là sơn mạch hoang vu đây là hỏa vũ chiến trường nơi này thật có thể ở lại nhìn không gian bốn phía linh khí mỏng manh có thể bỏ qua không tính một vị cổ thánh kinh ngạc không có tài nguyên không có linh khí ở đây sinh tồn sống là tối đa muốn tiến bộ đã không thể nào đối phương chạy tới nơi này hiện tại bản thân chán nản lại muốn hắn xuống núi hỗ trợ cảm thấy nhiệm vụ lần này so với trong tưởng tượng càng thêm gian nan tìm thánh thú hỏi một chút hỏa tư cổ thánh ở nơi nào nhìn ra mọi người lo lắng thần dung hoàng cười khổ lắc đầu thân thể vụt qua rơi vào trước mặt một thánh thú đầu thánh thú này vẽ mặt cảnh giác tại hạ là bằng hữu của lão tổ các ngươi không biết hắn hiện tại nơi nào có thể hỗ trợ dẫn đường hay không thần dung hoàng vội vàng ngăn đối phương la lên truyền âm tới lão tổ hắn đang dẫn dắt tộc nhân thu dọn đồ đạc bị chèn ép không cách nào đưa tin con thánh thú này đành phải ngoan ngoãn trả lời thu dọn đồ đạc mọi người nhìn nhau từng cái vẻ mặt kỳ lạ đang yên đang lành thu dọn đồ đạc làm cái gì muốn về vương thành thánh thú này vội nói cấp bậc của nó rất thấp chỉ có thánh vực nhất trọng hơn nữa ở bên ngoài sơn mạch trương huyền chẳng muốn thuần phục vì lẽ đó cũng không phải sủng vật của hắn về vương thành trong lòng thần dung hoàng chấn động vẻ mặt thay đổi chẳng lẽ linh hoàng đi đầu một bước lôi kéo hắn rồi khó trách hắn nghĩ như vậy hiện tại vương thành ở trong khống chế của thần linh hoàng hỏa tư của thánh cùng mình có thù muốn nói có thể được ai lôi kéo trước thần linh hoàng tuyệt đối đứng mỗi chịu sào hắn muốn cùng ai chung một chỗ ngươi có biết không thần dung hoàng kìm nén không được vội vàng hỏi cùng chủ nhân của lão tổ, còn có một vị tên là Mạc Linh Cổ Thánh. Suy nghĩ một chút, thánh thú này nói. Chủ nhân. Thần Dung Hoàng sửng sốt một chút, vừa định hỏi thăm là ai, liền nghe Bạc Huân Cổ Thánh mở miệng. Mạc Linh Cổ Thánh là người mạnh nhất của vu hồn sư nhất mạch hiện nay, đã sớm đầu nhập vào thần Linh Hoàng, lần này có thể đánh lén ngươi thành công, nghe nói ra lực rất lớn. Sau khi rời nguyên đảng Sơn, hắn cũng hỏi thăm không ít tin tức, biết rất nhiều nội tình. Mặt linh cổ thánh thân là cường giả tích huyết trùng sinh, nên rất được chú ý. Mặt linh cổ thánh quy thuận thần linh hoàng, thánh thú này đã xưng hô chủ nhân, chẳng lẽ là linh hoàng thuần phục hỏa tư cổ thánh. Trong lòng hắn lột bột. Thật muốn như vậy, phiền phức lớn rồi. Lặng lẽ qua nhìn một chút, tuyệt đối đừng để phát hiện. Lại hỏi đôi câu, biết vị trí chuẩn xác của đối phương, ngón tay điểm một cái, làm cho thánh thú này hôn mê, thần dung hoàng quay đầu bàn giao. Thần linh hoàng cũng có thể ngay ở phía trước, bất kể như thế nào, cũng phải đi qua nhìn một cái. Được. Tất cả mọi người biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng thời gật đầu, che đậy khí tức, dán chặt lấy sơn mạch bay về phía trước. Vòng qua mấy đỉnh núi, rất mau nhìn thấy thánh thú khắp nơi, huyền phù ở trước một hang núi cách đó không xa, cực kỳ chỉnh tề, tựa như quân đội. Nơi này không phải linh khí mỏng manh sao? đám thánh thú này vì sao tinh khí thần thống nhất như vậy chiến lực so với trước đó thấy qua còn cường đại hơn không ít thần dung hoàng đang nghe truyện trên tv audio cv lần nữa giật mình năm đó thời điểm xua đuổi đám thánh thú này từng dẫn dắt quân đội chiến đấu qua dù đám thánh thú này không yếu nhưng còn xa xa không bằng hiện tại vốn cho rằng trục xuất tới nơi này không suy yếu là tốt lắm rồi không nghĩ tới thế mà trở nên cường đại như vậy thời điểm hắn rung động liền thấy không gian bên ngoài sơn động vạn vẹo, hai bóng người bất ngờ xuất hiện. Đi đầu toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, bộ lông màu vàng ống, để lộ ra hoa văn màu đen, đang có xu thế chuyển hóa thành màu đen. Một thân tu vi kèm theo hỏa diễm, cho người ta một loại cảm giác đun sôi thời không. Thực lực của hắn Nắm đấm siết chặt, vẻ mặt thần dung hoàng nghiêm túc. Vị trước mắt này, chính là hỏa tư của thánh hắn muốn tìm, năm đó bị bản thân đã thương, tu vi thế nào biết hết sức rõ ràng vốn cho rằng lại khó tiến bộ nằm mơ cũng không nghĩ đến đã đạt đến loại cảnh giới này so với hắn thời kỳ toàn thịnh cũng không kém nhiều đi tới chỗ vắng vẻ không chỉ tộc nhân thực lực không bị tổn thương thực lực bản thân còn trở nên mạnh hơn chuyện gì xảy ra lúc trước còn cho rằng dựa vào mấy người bọn họ lấy lực áp lấy tình động có lẽ có thể lôi kéo gia nhập trận doanh nhìn thấy thực lực của đối phương nhất thời cảm thấy không còn hy vọng vị kia chính là mặt linh của thánh làm sao tiến bộ nhiều như vậy ba năm trước đây ta gặp qua một lần không có lợi hại như vậy a à? cách đó không xa một vị của thánh đè thấp thanh âm hỏi lúc này thần dung hoàng mới chú ý tới vị của thánh bên người hỏa tư của thánh vừa nhìn thấy lông mày kìm lòng không được nhảy lên mặt linh của thánh hắn cũng đã gặp vô hồn tiến bộ càng khó nhưng bây giờ tu vi đạt tới tình trạng làm người ta không thể tưởng tượng trời muốn vong ta cảm ơn ân tái sinh của chủ nhân chúng ta nguyện đi theo chủ nhân xông pha khói lửa không chối từ trên không hỏa tư cổ thánh cũng không phát hiện đám người thần dung hoàng ẩn giấu ở phía sau sơn phong mà khẽ không người nhìn sơn động ôm quyền sau khi nhận chủ hắn không có gấp trời đi mà mượn dung nham lòng đất chữa thương sử dụng phương pháp của chủ nhân không chỉ thương thế khôi phục rất nhanh, Tu Vi dường như có xu thế tiến thêm một bước, để nó kích động không nói được, đối với vị chủ nhân trẻ tuổi này, ý cảm kích càng đậm. Không cần khách khí. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, một bóng người từ trong sơn động chậm rãi bay ra. Nhìn thấy thân ảnh này, thần dung hoàng chấn động mạnh một cái. Hắn là thiếu gia. Vốn cho rằng là thần linh hoàng, muốn tìm cơ hội đánh lén tới đồng quy vô tận, khi thấy rõ dung mạo xuất hiện, thần dung hoàng bối rối chính là vị thiếu gia đi vương thành tìm kiếm long huyết kia không phải là đi hoàng cung của thần linh hoàng sao làm sao lại ở đây chẳng lẽ đối phương nói tới chủ nhân kia là hắn đã thuần phục hỏa tư cổ thánh đường đường dị linh tộc đệ nhất hoàng giả từ trước tới nay trí tuệ vô song mà bây giờ tựa như đứng máy đầu óc không chuyển động được nữa đã tới liền đến đi thời điểm hắn khiếp sợ tiếng cười vang lên trương huyền nhìn lại đám người hỏa tư cổ thánh không có phát hiện nhưng trương huyền cảm nhận được lực lượng nguyên từ minh lý chi nhãn xoay một cái đã phát hiện đám người thần dung hoàng hô thấy bị phát giác mọi người không che giấu nữa thẳng tắp bay tới dung hoàng thấy là đối thủ cũ hỏa tư cổ thánh hiếp mắt lại lửa giận thiêu đốt bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ đừng động thủ trương huyền xua tay Vâng. Chủ nhân dặn dò, hỏa tư cổ thánh không dám vi phạm, nhưng trong lòng vẫn tức giận như cũ, đang kỳ lạ vì sao chủ nhân muốn ngăn cản, liền thấy dị linh tộc đệ nhất hoàng giả đi tới trước mặt, ông quyền không người. Thiếu gia. Thiếu gia. Con mắt hỏa tư cổ thánh trợn tròn, vội vàng nhìn về phía mặt linh cổ thánh, chỉ thấy hắn cũng không hiểu ra sao, dường như khó tin. xưng hô thiếu gia, chính là hạ nhân. Tuy địa vị cao hơn người hầu một chút, nhưng cũng không kém nhiều. Đường đường thần dung hoàng, dị linh tộc đệ nhất nhân, cam tâm làm hạ nhân, cái này. Làm sao cảm thấy không đúng nhỉ? Chủ nhân, hắn là hạ nhân của ngươi. Hỏa tư cổ thánh kìm nén không được hỏi. Trương Huyền gật đầu, cười giới thiệu. Thần Dung Hoàng gọi ta là thiếu gia, xem như hạ nhân. Dung Hoàng, ta mới vừa thu hỏa tư cổ thánh làm thú sủng, trước kia có mâu thuẫn gì, xóa bỏ hết đi. Nghe hắn thừa nhận, mặc dù thần dung hoàng khó tin, nhưng vẫn kìm lòng không được gật đầu, nhìn về phía hỏa tư cổ thánh cách đó không xa, vẻ mặt phức tạp. Chúng ta lại gặp mặt. Bọn họ đều là cường giả chói mắt nhất của dị linh tộc, cả hai giao đấu không ai không biết, không người không hay, mệnh danh trận chiến mạnh nhất mấy ngàn năm qua. Hiện nay, cả hai một cái thành hạ nhân, một cái thành thú sủng. Đều triệt để hiệu trung với Trương Huyền. Suy nghĩ một chút cũng làm người thổn thức. Từng. hỏa tư cổ thánh gật đầu vốn cho rằng chủ nhân nói muốn dẫn dắt tộc nhân quay về là một câu nói suông nhìn thấy thần dung hoàng cũng là hạ nhân giờ mới hiểu được là thật dung hoàng ta đã đồng ý hỏa tư cổ thánh để nó giúp ngươi đoạt lại thứ thuộc về mình mà ngươi cũng phải hứa hẹn thánh thú và dị linh tộc cùng sinh tồn không xem như dị loại trương huyền nhìn qua xin nghe thiếu gia dặn dò thần dung hoàng vội vàng gật đầu hiện tại coi như muốn phản bác cũng không có tư cách khó trách có thể được linh thần ưu ái vì thiếu gia này quả thực quá cường đại hỏa tư của thánh ngay cả hắn cũng kiên dè không thôi thời gian nháy mắt liền bị thuần phục nhanh như thế thật không biết làm được bằng cách nào tốt hiện tại đã nắm giữ thực lực cùng linh hoàng tinh hoàng quyết đấu cũng nên đi vương thành Biết một người một thú muốn triệt để hóa giải mâu thuẫn còn cần không biết bao lâu, Trương Huyền cũng không thúc giục, mở miệng nói. Hiện tại lực lượng của bọn hắn, cổ thánh tam trọng có bốn vị, thần dung hoàng, bạc huân cổ thánh, Mạc linh cổ thánh cùng hỏa tư cổ thánh, lại thêm long quốc thần thương và ngoan nhân mà nói, đã đạt đến sáu vị. Cổ thánh nhị trọng cũng có bốn cái. Tính cả những vô hồn kim nhân kia, cấp bậc cổ thánh đã có hơn mười vị, so với bên thần linh hoàng chỉ mạnh không yếu coi như người sau thêm vào tinh hoàng, cũng không có bất kỳ sợ hãi. Loại tình huống này, cũng là thời điểm trở lại Vương Thành, tuyên bố thần Dung Hoàng còn sống, vạch trần chân tướng, quan minh chính đại đánh một trận. Vâng. Vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc gật đầu. Các con, các ngươi trước tiên chờ ở nơi này, chờ ta giải quyết sự tình Vương Thành, liền mang các ngươi trở lại chỗ ở trước kia. Biết lần này quan hệ trọng đại, hỏa tư cổ thánh dạng dò một tiếng nhiều thánh thú như vậy, khẳng định không thể mang, dẫn tới cùng dị linh tộc đại chiến không nói, làm không cẩn thận sẽ toàn quân bị diệt. Kế trước mắt chính là để bọn hắn ở đây bảo vệ, mọi người trở về, chỉ cần chém giết kẻ cầm đầu linh hoàng, tinh hoàng, lần nữa đoạt lại chính quyền, còn lại liền đơn giản. Dị linh vương thành Trong một phòng kín bốn phía là cấm chế lít nha lít nhít, ngăn cách không gian cùng thần thức dò xét. Bành Thanh âm vỗ bàn vang lên, sau đó một trung niên mày kiếm tức giận đứng lên mưu phản đây quả thực là mưu phản linh tộc ba đại hoàng giả cùng nhau trông coi nhưng hắn phá hủy loại quy tắc này thông đồng nhân loại phục sát dung hoàng bệ hạ quả thực chính là bại hoại của linh tộc nam nhi linh tộc ta nhất định phải liên hợp lại lật đổ ngụy quyền một vị linh tộc trẻ tuổi nhìn quanh một vòng trong thanh âm mang theo lửa giận nếu như trương huyền ở đây khẳng định có thể nhận ra Tên này đúng là học sinh của hắn lẫn vào dị linh tộc. Lưu Dương Lúc này, đang tập hợp một đám nhân sĩ có chí, kể lễ hành vi phạm tội của thần Linh Hoàng cùng thần Tinh Hoàng. Hơn một tháng trước, thời điểm thần Linh Hoàng trở về thông cáo thiên hạ, nói Dung Hoàng bị cường giả nhân tộc Mai Phục giết chết, hắn cùng Tinh Hoàng vì cứu người, bản thân bị trọng thương, kết quả vẫn không thể cứu vãn. Lúc đó tất cả mọi người cho là thật, bất quá về sau không ít cường giả nhân tộc đi vào địa cuộc một tin tức khác nhanh chóng truyền ra, nói đúng là thần linh hoàng cùng chư tử bách gia của nhân tộc liên thủ, mới chém giết dung hoàng. Mới đầu tất cả mọi người cho rằng tin tức này là nhân tộc vì để cho linh tộc nội loạn, cố ý lan ra, về sau thần linh hoàng khống chế quân đội của dung hoàng, đồ sát tướng lĩnh, mọi người cảm thấy có chút không bình thường. Một canh giờ trước, người thừa kế đắc ý nhất của dung hoàng triệu tập bọn hắn lại, sự tình trải qua hoàn chỉnh nói một lần, mọi người mới chợt hiểu, giận không nhịn nổi dị linh tộc, sở dĩ xưng bá thiên hạ, để nhân tộc kiên dè không thôi, cũng bởi vì ba đại hoàng giả như thể chân tay, bệnh thành một sợi dây thừng, bây giờ lại hãm hại lẫn nhau, cùng nhân tộc chung một chỗ thiết kế đồng tộc, quả thực chính là làm điều ngang ngược, tội không thể tha. Thực lực linh hoàng, tinh hoàng mạnh mẽ, ở trong cổ thánh đều đạt đến đỉnh phong, coi như chúng ta biết lại như thế nào. Căn bản không có cách nào đấu với bọn hắn. Nhìn quần tình xúc động, một vị linh tộc nhịn không được lắc đầu. Tâm tình của mọi người có thể lý giải, nhưng coi như linh hoàng, tinh hoàng bị thương nặng hơn, cũng là cổ thánh đỉnh phong, không phải bọn họ có thể chống lại. Ba đại hoàng giả có thể khống chế thiên hạ, không chỉ bởi vì quyền lực cùng thủ đoạn, càng quan trọng hơn là lực lượng để cho người ta không thể lay động. Điểm ấy ta cũng biết, có điều mọi người yên tâm, dung hoàng bệ hạ còn sống, tự nhiên sẽ trở về dọn dẹp phản đồ chỉ cần đến lúc đó chúng ta khống chế náo động, khống chế bốn phía, không cho thiên hạ náo động là được." Lưu Dương nói. "Không sai, chúng ta không cách nào khống chế bọn họ tranh đấu, lại có thể khống chế linh tộc, không cho xuất hiện biến cố." Một khi loạn, nhân tộc vô cùng có khả năng nhân cơ hội vây quét, linh tộc vài vạn năm cơ nghiệp sẽ có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mấy vị dị linh tộc đồng thời gật đầu. Ba đại hoàng giả tranh đấu bọn họ không cách nào nhúng tay, lại có thể khống chế một phương, giảm bớt náo động mang tới tai hại đến nhỏ nhất. Tất cả mọi người đã có ý tưởng này, chúng ta liên minh coi như thành lập. Nếu là liên minh, tự nhiên phải có một vị phụ trách làm minh chủ, thống nhất mệnh lệnh, nếu không mọi người mạnh ai nấy làm, chỉ có thể lung ta lung tung. Thấy mọi người đồng ý quan điểm của hắn, Lưu Dương thở vào nhẹ nhõm nói. Tự nhiên cần minh chủ, Dương Huynh là truyền nhân của Dung Hoàng, lại tu vi cao thâm nhất trong chúng ta, vị trí minh chủ, tự nhiên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hiện tại cũng chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt chúng ta, lần nữa khống chế cục diện, không đến mức quá loạn. Mọi người đồng thời ôm quyền. Hiện tại trừ cổ thánh, thì vị này thế lực lớn nhất, nếu không, linh hoàng sớm đã chém giết hắn, do hắn làm minh chủ, có thể phục chúng nhất. Mọi người nói như vậy, ta cũng không chối từ, ta chỉ hy vọng mọi người ghi nhớ. Lưu Dương đứng dậy, nắm đấm siết chặt, để ở trước ngực, lông mi nâng lên, mang theo kiên định không thể lay động. Tất cả vì linh tộc. Đến vị linh tộc, tên tự nhiên không phải Lưu Dương, mà là Dương Lưu, mọi người xưng hô Dương huynh, đúng là hắn. Dù sao ở nhân tộc không có danh khí quá lớn, giờ phút này điên đảo họ tên, càng không người biết được. Còn có, ngày hôm nay lôi kéo tất cả thế lực, nghĩ biện pháp khống chế linh tộc chính là trước lúc lão sư đi linh hoàng cung đặc biệt giao phó. Tất cả vì linh tộc. Tất cả mọi người đồng thời đứng dậy, từng cái tràn đầy kích động. Không hổ là truyền nhân dung hoàng nhìn trúng, quả nhiên là trụ cột vững vàng của linh tộc. Liên minh thành lập, trước hết phải có trụ tính, chúng ta nên làm như thế nào? Thấy mọi người vui lòng phục tùng, Lưu Dương đang muốn tiếp tục nói chuyện, lông mày dương lên, cổ tay lật qua. Hô một ngọc bài đưa tin xuất hiện ở trong lòng bàn tay, liếc mắt nhìn, con mắt lập tức hiếp lại. Minh chủ, xảy ra chuyện gì? Một vị linh tộc nhìn qua. Thần linh hoàng bốn phía bắc tu luyện giả thánh vực trở lên, ở trong thành dựng tế đàn, tiến hành hiến tế sinh mệnh, nghe nói đã liên tục chém giết ba vạn người. Lưu Dương siết chặt nắm đấm. Ba vạn người. Quả thực là cầm thú. Mọi người trong căn phòng kìm nén không được, đồng loạt đứng dậy dị linh tộc, coi như thiên tư trắc tuyệt, đạt tới thánh vực cũng là ít ỏi, lấy sinh mệnh tộc nhân hiến tế, hơn nữa một lần đồ sát chính là mấy vạn, cái tên này điên rồi sao? Minh chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả mọi người sắp bùng nổ, đồng loạt nhìn về phía Lưu Dương. Lấy sinh mệnh hiến tế, phối hợp thêm bảo vật, hắn hẳn là muốn tế tự linh thần, vang sinh lực lượng, nhanh chóng khôi phục thương thế. Lưu Dương nói. Mọi người gật đầu thần linh hoàng thương thế cực nặng chỉ bằng vào bản thân tu dưỡng không biết phải hao phí bao lâu thậm chí có thể cả đời vô vọng mà tế tự thần linh có thể nhanh chóng hoàn thành chỉ bất quá tế tự cần tiêu hao quá lớn đặc biệt là thu hoạch lực lượng không chỉ bảo vật còn muốn có máu tươi giữa thiên địa quy tắc vận chuyển tất cả đều công bằng muốn có được tự nhiên cần trả giá thần linh cũng không thể ngoại lệ biết tên này đồ sát mấy vạn người mọi người rõ ràng khẳng định là đang tiến hành một tế tự cực lớn chúng ta muốn làm chính là lập tức tổ chức người đi ngăn cản hắn tế tự nếu không tùy ý tiếp tục cái gì cũng đã trễ rồi lưu dương khẽ nói được mọi người đồng loạt gật đầu nhất định phải ngăn cản nếu không một khi thành công thương thế triệt để khôi phục còn muốn phản kháng cũng làm không được rầm 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 vừa định phá vỡ cấm chế bốn phía đi ngăn cản thần linh hoàng tế tự liền nghe mặt đất lay động dường như có cự lôi vang lên lao ra gian phòng nhìn lại hướng thanh âm vang lên ngay sau đó nhìn thấy một cỗ lực lượng cường đại đến từ trung tâm vương thành là vị trí thần linh hoàng tế tự nơi đó phát sinh bùng nổ chẳng lẽ tế tự thất bại chuyện gì xảy ra lưu dương kìm nén không được quay đầu nhìn về phía mấy hộ vệ trong viện một hộ vệ tràn đầy kích động thanh âm có chút sắc nhọn là dung hoàng Dung Hoàng không có chết, lại trở về. Dung Hoàng quả nhiên không có chết. Hắn trở về. Tất cả mọi người đồng thời xôn xao. Lúc trước bọn họ nghe Lưu Dương nói, trong lòng còn lo nghĩ, giờ phút này tất cả đều tan thành mây khói. Dung Hoàng quả nhiên không chết, nói như vậy, thần linh hoàng nói là giả. Sự thực là hắn thông đồng nhân loại, mưu sát hoàng thất, tội không thể tha. Mau qua. Mọi người khiếp sợ lưu dương thì cực kỳ vui vẻ người khác không biết nhưng hắn trước thời hạn liền tiếp xúc dung hoàng cùng lão sư biết hai người chuẩn bị gì liên hợp tất cả thế lực có thể liên hợp giờ phút này tới nói rõ đã tổ chức đội ngũ có thể chống lại linh hoàng muốn lần nữa đoạt quyền vèo mọi người kìm nén không được thẳng tắp bay về trong thành những người khác thấy minh chủ tiến lên cũng không dám do dự theo sát thời gian không dài đi tới chính giữa vương thành địa phương chịu trách nhiệm tế tự là một đài cao, cao vút trong mây, trên bậc thang bốn phía máu tươi chảy xuôi, khuếch đại thành màu sắc đỏ tươi, cho người ta một loại cảm giác yêu dị. Cầu thang hình vòng, từng lá cờ cắm ở phía trên, bay phần phật theo gió, trên bầu trời u ám, vòng xoáy khổng lồ bao phủ, dường như có lực lượng vô tận hội tụ ở trung tâm vòng xoáy, bất cứ lúc nào cũng sẽ tuôn xuống. Thần linh hoàng đang huyền phù ở trên đài cao, tùy ý khí lưu cùng bạo dọc theo thân thể xoay tròn dưới đài cao quỳ một mảnh dị linh tộc tất cả đều giống như mất đi ý thức không nhúc nhích cộng lại chừng mấy vạn xem ra chính là lấy tính mạng của bọn hắn hiến tế bên cạnh là vô số bảo vật dược liệu khoáng thạch nhiều vô số kể chính là lúc trước trương huyền ngụy trang thành ổ thao đi vào giám định linh hoàng ngươi liên hợp nhân tộc tiến hành đánh lén ta bây giờ đồ sát tộc nhân tiến hành hiến tế bỏ qua cơ nghiệp của tiền bối ngày hôm nay là giờ chết của ngươi Đối diện thần Linh Hoàng, thần Dung Hoàng yên tĩnh huyền phù, nhìn thi thể cùng máu tươi đầy đất, mắt nổ đom đóm. Sớm biết tên này điên cuồng, không nghĩ tới điên cuồng như vậy. Liên hợp nhân tộc, giết hắn thì cũng thôi đi, trực tiếp bắt 10 vạn tộc nhân tiến hành hiến tế, tội lỗi chồng chất A. Giết ta? Chỉ bằng ngươi. Thần Linh Hoàng cười lạnh, trong mắt mang theo khinh miệt. Đổi lại Dung Hoàng lúc trước, hắn có thể sẽ kiên kỵ, mà bây giờ bị thương nặng muốn chết bản thân ăn bữa hôm lo bữa mai còn muốn giết người nằm mơ còn có chúng ta thì sao vù vù tiếng gió rít gào vài bóng người bất ngờ xuất hiện chính là đám người mặt linh cổ thánh hỏa tư cổ thánh mặt linh ngươi cái ăn cây táo rào cây sung linh hoàng hiếp mắt lại lần nữa nhìn về phía thần dung hoàng dung hoàng ngươi và hắn liên hợp chắc hẳn không biết sở dĩ có thể rơi vào cục diện ngày hôm nay hắn không thể bỏ qua công lao a à. nếu không phải mặt linh của thánh liên hệ cường giả chư tử bách gia chỉ bằng hắn tuyệt không có khả năng tổn thương dung hoàng mảy may hiện tại khiêu khích quan hệ giữa chúng ta cho rằng hữu dụng sao dung hoàng khẽ nói lúc trước mặt linh của thánh quả thực giúp đối phương nhưng bây giờ đi theo ở sau lưng thiếu gia mọi người mặt trận thống nhất lại so đo đã không có ý nghĩa gì hơn nữa hiện tại kẻ thù lớn nhất của hắn chính là linh hoàng giết đối phương, chết cũng nhắm mắt. Khiêu khích. Linh Hoàng đang muốn tiếp tục nói chuyện, sau đó thấy được một thánh thú ở cách đó không xa, vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi. Hỏa tư cổ thánh, năm đó dung hoàng đuổi tộc ngươi ra khỏi cố thổ, thù hận không đội trời chung, chẳng lẽ ngươi cũng muốn liên hợp với hắn? Chỉ cần ngươi giúp ta, ta không chỉ cùng ngươi chung sống hòa bình, chỗ ở lúc trước của thánh thú nhất tộc các ngươi cũng sẽ triệt để trả lại, thậm chí còn đền bù ngươi những năm này thua thiệt một vị mặt linh cổ thánh không cảm thấy cái gì cũng không sợ nhưng lại thêm hỏa tư thì có chút khó giải quyết hỏa tư cổ thánh sức chiến đấu chân chính so với hắn thời kỳ toàn thịnh chỉ mạnh không yếu gần với thần dung hoàng lúc này xông lên thương thế hắn nặng như vậy tuyệt đối không phải là đối thủ ta nói qua thánh thú nhất tộc có kiêu ngạo của thánh thú nhất tộc nếu như có thể cùng ngươi liên thủ đã sớm đồng ý hỏa tư cổ thánh vẫy móng vuốt một cái thật ra thì trước khi thần dung hoàng tìm nó linh hoàng liền đặc biệt tới mấy lần chỉ bất quá đều bị ngăn ngoài cửa linh hoàng sầm mặt mắt hiếp lại vốn nghĩ thần dung hoàng bị trọng thương coi như có thể lôi kéo cũng nhiều nhất binh tôn tướng cá không đáng để lo không nghĩ tới mặt linh cổ thánh ngang nhiên phản bội hỏa tư cổ thánh cũng trực tiếp quy thuận đổi lại lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ đến cùng làm sao làm được dung hoàng ngươi thật sự có chút thủ đoạn so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn một ít bất quá chỉ bằng các ngươi muốn giết ta còn không làm được biết nói nhiều vô ích thần linh hoàng thở ra một hơi lần nữa khôi phục tự tin các ngươi đều ra đi trầm tiếng nói kết thúc rất nhiều cổ thánh dị linh tộc lúc trước ở linh hoàng cung trương huyền đã gặp phải đồng thời bay tới đồng loạt đứng thành một hàng tản mát ra khí tức cường đại chính là rất nhiều vương giả trước kia không đúng liếc mắt nhìn những người này thần dung hoàng cùng mặt linh cổ thánh liếc mắt nhìn nhau vẻ mặt đồng thời ngưng lại lúc trước sở dĩ những người này trợ giúp thần linh hoàng là trao đổi ích lợi cái gọi là liên minh cũng không kiên cố mà bây giờ lại kiên định canh giữ ở bốn phía dường như chỉ cần bọn họ tiến lên liền sẽ vọt thẳng tới không quan tâm tính mạng của mình lúc nào những người này trung thành như vậy bọn hắn bị khống chế vẻ mặt trương huyền cũng nghiêm túc lên lấy trình độ nghiên cứu linh hồn của hắn tự nhiên có thể thấy được những người này tuy còn có ý thức của mình cũng đã bị người khống chế thành đồ vật cùng loại với khôi lỗi nếu như chỉ là liên minh uy hiếp dụ dỗ cùng đủ loại đạo lý có thể để cho đối phương sụp đổ mà khôi lỗi chỉ nghe theo lệnh lệnh liền không dễ dàng như vậy làm không cẩn thận chính là một hồi ác chiến dùng linh hồn khống chế khôi lỗi cái này Cái này sao có thể Mặt linh cổ thánh khó tin Hắn cả đời đang nghiên cứu hồn phách Đối với linh hồn sớm đã lĩnh ngộ đến cốt tủy Nhưng để hắn khống chế cổ thánh Vẫn như cũ không có khả năng hoàn thành Vị trước mắt này Thoáng cái khống chế nhiều cổ thánh thực lực Không kém gì bản thân như vậy Thấy tận mắt cũng không dám tin tưởng Là phù chủng Nhớ tới cái gì Thân thể thần dung hoàng cứng nhắc Cắn răng nói Phù chủng đám người trương huyền đều lộ ra vẻ kỳ quái. Thứ này, không riêng gì hắn, ngay cả đám người hỏa tư cổ thánh, mặt linh cổ thánh cũng không biết. Là vật cường giả tiên sứ lưu lại, có thể gieo trồng ở trong người, một khi kích hoạt, cho dù là cổ thánh cũng vô điều kiện nghe theo chỉ huy, nếu không phù chủng bùng nổ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Dung Hoàng nói, tiên sứ, năm đó tổ phụ cùng khổng sư quyết chiến bị giết, tộc nhân ăn bữa hôm lo bữa mai, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị diệt ngay sau đó tế tự trời cao tiêu phí vô số đại giới mời được cường giả tiên sứ đối phương ra tay vì khống chế cục diện liền giao loại vật này cho mỗi một vị cổ thánh cha ta cũng trồng cái này thần dung hoàng giải thích về sau tiên sứ bị khổng sư bắt đi tác dụng của phù chủng biến mất mọi người mới may mắn thoát khỏi khó khăn nếu không Hoàng thất dị linh tộc ở năm đó chỉ sợ toàn quân bị diệt nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha